Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu Mai rất vui được gặp các bạn Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn Nội dung của tập truyện từ năm Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận Đừng quên đăng ký kênh và theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nhà các bạn Tập 5 Các nhà tạo mẫu bắt tay vào công việc với gương mặt vô dĩ xinh đẹp của San, chỉ cần trang điểm nhà thôi có thể phô hết đường nét trên gương mặt cô rồi nhưng vì đây là bữa tiệc lớn tổ chức ở khách sạn sang trọng họ phải nhấn nhá cho đôi mắt cô thêm phần lộng lẫy tiểu thư à da cô đẹp thật đấy lại còn rất mịn màng nữa thợ trang điểm không ngừng khen ngợi là da nõn nà của cô cảm ơn cô chắc tôi thường nét đẹp từ mẹ mình là vậy à nếu vậy tôi nghĩ chắc phu nhân nhất định rất xinh đẹp người thợ trang điểm bất ngờ kêu lên đúng thế mẹ tôi quả là rất đẹp cô cười buồn trong lòng ngập tràn phiền muộn Mẹ cô từng là tiểu thư rất đẹp Vì phải lòng ông Hùng Mà cãi lời bố theo ông ta Đến mức bị chính gia đình tử mặt Đến bây giờ Bà có nhận được gì đâu Ngoài những tháng ngày dài đằng đẵng hôn mê ở bệnh viện Vậy mà không biết có thể tỉnh lại hay không nữa Trước đây mẹ nói cho cô biết về ông bà ngoại Nhưng chưa kịp nói gì với nơi ở của họ Bà đã hôn mê sâu Cho nên cô bây giờ muốn tìm ông bà ngoại đi chăng nữa Cũng thực rất khó Ngồi suy nghĩ vu vơ lúc lâu thì cũng đã trang điểm và làm tóc xong Nhìn bản thân trong gương Quả thực như là cô không ngờ mình có lúc xinh đẹp đến như vậy Năm năm qua hình như cô quên mất bản thân mình Chỉ mãi chăm lo cho mẹ thôi Tiểu thư à Cô vào trong thay trang phục sắp đến giờ rồi ạ Một người cầm chiếc đầm xã dạ hội đưa cho cô Cô nhẹ nhàng gật đầu Ừ um, tôi biết rồi Đúng 6 giờ tối Kiên và Nghiêm chuẩn bị chỉnh tề Hai người họ đều diện âu phục trắng đầy tinh tế Cũng là trang phục đôi thiết kế riêng cho cha con Ba, không biết hôm nay mẹ xinh đẹp thế nào nhỉ? Nghiêm đứng bên ngoài không ngừng nói Chỉ có Kiên là bình tĩnh Sau lần thử đầm xã hội anh đã rút kinh nghiệm Không thể nào cứ khiếm nhã như cô đam đam như vậy Là quý ông lịch thiệp Anh muốn tôn trọng người phụ nữ của mình Để hai người chờ lâu rồi Lúc này một giọng dịu dàng của phụ nữ vang lên San từ trên lầu nhẹ nhấc làn váy bước xuống Trông cô như nữ thần dáng thế vậy Mẹ, mẹ đẹp quá Nghiêm kinh ngạc vỗ tay Hai mắt to tròn nhìn cô trầm trồ Kiên thì đứng ngẩn người Anh có vẻ hình như đánh giá quá cao bản thân mình Đứng trước mặt San Vẫn là bị cô thu hút không rời Chiếc đầm này đặt riêng cho cô quả là xuất sắc Đường cong hoàn hảo của cô Phô bày ra trọn vẹn khi mặc nó Mái tóc cô đen dài thả bồng bềnh sau lưng Cô dẫm chân dài cao gót đi đến chỗ hai cha con Chúng ta đi được chưa? Cô đến giờ rồi đấy Ừ đi thôi À mà khoan đã Anh nghĩ sẽ hoàn hảo hơn nếu như em mang theo thứ này Kiên bị giọng nói của cô kéo về Anh vội vàng lắp bắp nói Sau đó từ tay quản ra lấy chiếc hộp trang sức tinh xảo Cái này lấp lánh thật đấy Cô nhìn thấy vật bên trong thì kinh ngạc kêu lên Lần đầu tiên cô thấy sợi dây chuyền kim cương lớn đến như vậy bởi vì nó dành cho em mà anh mỉm cười đáp đưa tay cầm sợi dây chuyền nhẹ nhàng giúp cô đeo nó chủ tịch vương à thứ này có vẻ hình như rất đắt nó nó không hợp với tôi đâu cô giọng run run đáp thứ quý giá thế này cô thực sự không dám nhận cơ không sao đâu anh thấy hợp là được mà anh không ấy quan tâm sự lo lắng của cô tiếp tục đeo nó cô cạn lời với sự bá đạo của anh chẳng còn gì để nói chỉ biết âm thầm cầu xin buổi tiệc nhanh chóng kết thúc Cô muốn tháo nó ra trả lại cho anh thôi Hoàn mỹ quá Anh nhìn cô rồi nhẹ nhàng cầm bàn tay cô đi ra ngoài Gia đình ba người nhanh chóng lên xe Để đến buổi tiệc đúng giờ Ngồi trên xe Nghiêm luôn ôm lấy cánh tay của San nũng nịu Cô cảm thấy từ lúc được gặp Kiên Cuộc sống của cô như một giấc mơ vậy Dù vậy hôm nay cô có cảm giác bất an lắm Không biết diễn tả như thế nào Nhưng thiết nghĩ tối nay là ngày vui của Nghiêm Cô nên nhanh chóng quên đi cảm giác này vì là sinh nhật bảo bối nhà họ Vương Cho nên đây cũng không phải buổi tiệc bình thường Khách sạn lớn nhất thành phố Được kiên bao toàn bộ Không gian bữa tiệc được thiết kế phong cách châu nổi bật Những món đồ trang trí đều là đồ cao cấp Thức ăn cũng là những món xa xỉ Đặc biệt là người được mời đến Không phải những đứa trẻ cùng trang lứa với cậu nhóc Mà là các quý ông quý bà danh gia vọng tộc Trong lúc cha con Vương Kiên chưa đến Nhất trì và hai ông bà Vương ở đây tiếp đón khách khứa Lúc mọi người đang nói chuyện bên trong sảnh, bên ngoài một chiếc limousine dừng lại trước cổng lớn. Ở trong xe nhìn ra ngoài, gian thấy được bên trong rất nhiều khách mời giàu có, đột nhiên cô ngần ngại không muốn vào nữa. Bản thân cô biết mình là ai, những nơi thế này, một người như cô nếu không nhờ cha con Vương Kiên ưu ái, đến cửa cũng không bước qua được. Cô ấp ống nhìn Kiên, hay là hai người vào trong đi, tôi ở bên ngoài chờ được chứ. Anh nghiêm túc trả lời Sao thế được Anh đưa em đến đây Không phải để bên ngoài chờ đợi Yên tâm đi Cứ theo anh đi là được Đúng đấy mẹ ơi Hôm nay sinh nhật con Mẹ phải có mặt chứ mẹ Có bảo bối bảo vệ mẹ Mẹ sẽ không bị ước hiếp đâu Hai cha con Một lớn một nhỏ Lên tiếng trấn an cô Vì không muốn làm mất thời gian của hai người Cô thu hết can đảm mà bước xuống xe Quả nhiên Đi cùng hai cha con anh Nhất định trở thành tâm điểm Vừa xuất hiện Thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn nhưng lần này người được mọi người nhắc đến lại là San. Họ không biết cô là tiểu thư nhà ai có thể lọt vào mắt xanh của kiên. Cối là ai vậy? Sao đi cạnh vương thiếu gia và tiểu thiếu gia thế nhỉ? Nhìn chiếc đầm cối mặc đi, thiết kế của Simon. Hôm trước tôi ghé qua cửa hàng ông ấy, nhìn thấy chiếc đầm này rồi. Nhân viên có bảo hàng thiết kế riêng cho khách hàng kim cương. Tôi có phải nên ngưỡng mộ cô ấy không? Cho họ đẹp đôi đi chứ. Tuy nhiên hình như ông bà vương có vẻ không thích cô ấy, nhìn biểu cảm của họ kia. Tuy có nhiều lời bàn tán về San Nhưng không thể phủ nhận một điều Họ đang rất ngưỡng mộ cô Ở phía xa Trong thế kiên đưa San đến đây hai ông bà Vương có chút không vui Nhưng vì ở đây đều là khách quý Và lại không thể đem chuyện ở nhà ra nói được Cho nên bọn họ mới không làm lớn chuyện này Con nhỏ này Rốt cuộc có cái gì không tốt Khiến con trai chúng ta đưa nó đến đây nhỉ Chắc chắn nó dùng thủ đoạn dơ bẩn với thằng nhóc Bà Thi tức giận nắm chặt ly rượu nói khẽ phải nói đây là lần đầu tiên kiên công khai để một người phụ nữ đi bên cạnh mình lại còn ở bữa tiệc sinh nhật của con trai chuyện mà trước nay anh chưa từng làm bỏ qua những chuyện kia đi bữa tiệc nhanh chóng diễn ra khách hứa cũng đến đông đủ kiên tranh thủ đi mời rượu mọi người nghiêm cũng bị ông bà vương kéo đến sân khấu san lúc này thì bơ vơ đứng một mình mặc dù cô là người mà kiên đưa tới nhưng bọn họ thấy ông bà vương có vẻ không thích cô cho nên không muốn đến mắt chuyện San lạc lõng giữa dòng người Cô tự tìm cho mình góc khuất gần sân khấu đứng đó Ở nơi không ai nhìn thấy mình Cô cảm thấy thoải mái hơn chút Lại chăm chú nhìn lên sân khấu ngắm bảo bối nhỏ Chẳng hiểu vì lý do gì Nhưng cô có lẽ không được chào đón ở đây Nếu cả phục vụ không ngó ngàng đến cô Mà cũng có thể Họ nhận được lệnh từ ai đó Nghiêm bộ dạng anh Tuấn đứng trên sân khấu Cậu nhóc nhận được nhiều lời chúc của mọi người Kèm theo đó Những món quà đến từ các thương hiệu lớn trên thế giới có người hào sảng đến mức tặng cậu nhóc cả một chiếc chuyên cơ. Đứng bên dưới khán đài nhìn những món quà giá trị cao đó, sang cảm thấy hổ tẹn. Cô vội vàng giấu đi hộp quà nhỏ. So với những thứ này, sợi dây chuyền cung hoàng đạo của cô rất nhỏ bé. Nó giống như thân phận của cô và Kiên, nhỏ bé và thấp kém. Từ trên sân khấu, nghiêm liên tục nhìn xuống dưới tìm kiếm san. Trong cái gương mặt buồn bã của cô, nhóc không nghĩ gì vội vã chạy lon ton xuống dưới. Mẹ, sao mẹ đứng đây một mình? Mẹ lên đây đi, con cũng muốn nhận quà sinh nhật của mẹ Mẹ chuẩn bị quà cho con đúng không ạ à? Cậu nhóc kéo cô lên sân khấu Cái miệng nhỏ xinh nao nao nói Sàn bị cậu nhóc lôi đi Cô hoàn toàn không chống cự được Chỉ có thể gựa gạo đưa món quà nhỏ của mình cho cậu Cô mỉm cười cất lời Bảo bối à, sinh nhật vui vẻ Mặc kệ xung quanh có bao ánh nhìn Nghiêm bộ dạng háo hức mở hộp quà nhỏ ra Thấy bên trong quà rất đáng yêu Cậu nhóc nhìn San kêu lên Con rất thích nó mẹ dễ thương quá Quà của mẹ là nhất Vậy à, con tin là tốt rồi Cô gật đầu xoa gương mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc Nhưng đột nhiên không khí ở đây trở nên lạ thường Sàn ngại ngùng nhìn số sân khấu Ánh mắt kỳ lạ của mọi người đổ dồn phía cô Rất dễ để cô nhận ra Ẩn bên trong những cặp mắt đó là khinh thường cùng với che cười Cô biết món quà của mình hèn mọn Nhưng biết sao đây Với điều kiện của một nhân viên quèn như cô Đó là thứ đắt nhất cô có thể bỏ ra rồi Cảm nhận sự dò xét của bọn họ Cô rũ đầu xuống thấp để tránh ánh nhìn của mọi người Cơ thể tự động lui về sau như muốn trốn chạy Cô không muốn ở đây nữa Cô muốn nhìn xuống sân khấu Nhưng đột nhiên nghiêm nắm tay cô giữ lại Mẹ, mẹ đeo nó lên cho con Cậu nhóc muốn cô đeo nó cho mình Miệng còn cười rất tươi Vì không thể từ chối cậu bé Cô mỉm cười gật đầu đồng ý Được rồi, để mẹ đeo cho con Xong rồi đấy Đeo xong, cô chuẩn bị tính toán rời đi Đột nhiên cậu nhóc nắm bàn tay cô kéo lên phía trước giới thiệu với mọi người đây là mẹ xinh đẹp của con vì vậy sau này mọi người hãy đối xử tốt với mẹ giống như cách mọi người làm với con đứng trước mặt tất cả khách mời cậu nhóc dõng dạc nói vẻ mặt bây giờ rất nghiêm túc bà bối à con nói gì thế cô bất ngờ kinh hãi cô không nghĩ đến cậu nhóc làm như vậy bên dưới bắt đầu trở nên nhộn nhịp mọi người nhìn nhau trong đầu dưới lên rất nhiều câu hỏi mà ông bà vừa nghe xong mặt mày xám xịt thành kiến của họ với san càng nhiều hơn Bà thì tức giận đến run người Đúng là tâm cơ Thế mà dám dạy dỗ trẻ con nói rằng nói bậy Bình tĩnh đi Tạm thời đừng làm gì hết Ông Đạt giữ lấy tay bà Ông không muốn bà làm lớn chuyện ở đây Chỉ có Kiên đang uống rượu phía xa mỉm cười Anh rơi ngón cái Ý bảo con trai làm rất tốt Đúng là hổ phụ sinh hổ tử Chưa gì đã thay ba bảo vệ mẹ Có chí khí thật Huỳnh Lập Ân đứng một bên cười khoai trá Kiên nhếch môi đầy tự hào Tất nhiên có không xem là con trai của ai à Ngày lúc này sang trên sân khấu chưa biết làm sao Bên dưới Nguyệt Nhã Hoa từ đâu đó xuất hiện Để có thể đến được nơi thế này Cô ta không tiếc thân mình Mồi chài gã đàn ông mập mạp Này nỉ ông ta đưa mình đến đây dự tiệc Từ phía dưới khán đài xôn xao Hoa đứng ở nơi mọi người dễ nhìn thấy nhất Cô ta nở nụ cười lớn gây sự chú ý Nguyệt Tố San ơi là Nguyệt Tố San Chị thực sự có bản lĩnh Ba hiện tại bệnh viện chưa khỏe Chỉ ở đây ăn sung mặc sướng thế này đây Hoa Cô ta làm gì ở đây thế nhỉ Cảm giác bất an của San dâng cao Cô sợ hãi lên tiếng Ở bên này kiên thấy mọi chuyện không ổn Anh đưa ly rượu cho nhân viên Rồi nhanh chân đi lên sân khấu Những khách mời xung quanh ăn dưa hóng chuyện Bọn họ muốn xem xem Hoa đang muốn nói cái gì Có phải vì chị từng đẻ thuê Từng bán đi đứa con của mình Cho nên chị mới có thể dụ dỗ được tiểu thiếu gia nhà họ Vương chị cao tay đấy đứa em này thực sự nể chị hòa lúc này lên tiếng nhưng lời của cô ta phút chốc làm nóng cả sảnh tiệc mọi người có thể là không tin tôi nhưng tôi đây có bằng chứng cô ta là một kẻ điên đã từng lăn lên giường của đàn ông và đẻ con thuê giữa lúc mọi người nghi ngờ không biết đâu thật giả cô ta lấy trong túi sắp hình ném lên cao đó là tấm ảnh khi san mang thai không biết tại sao cô ta có được đây là bằng chứng xác thực nhất, kèm theo đó bức ảnh San cả người đầy dấu vết hoan ái khi vừa qua đêm cùng đàn ông trong khách sạn do một tay cô ta thiết kế ra. Không, không phải như thế. San run rẩy đến lợi hại, cô thấp giọng nói, nhưng giờ phút này chẳng ai tin cô cả, chuyện xấu của người khác luôn làm đám đông tò mò. Bọn họ bất ngờ khi một cô gái nhìn thanh thuần trong sáng như cô, thế mà lại là một người phụ nữ đẻ thuê, bán con lấy tiền. Hoa nhìn thấy phản ứng mọi người Cô ta vô cùng hài lòng Bây giờ cô ta làm cho San mất sạch mặt mũi Cô ta không tin Kiên sau khi biết chuyện Vẫn muốn một người phụ nữ đê tiện như San Đúng là không ngờ Sao có người đê tiện như vậy chứ Đúng Loại phụ nữ như cô ta đúng là có dã tâm Vì tiền có thể bán đi con của mình hay Biết người biết mặt Nhưng không biết lòng Xinh đẹp thì có đấy Nhưng nhân cách thì đúng là rác rưởi những người trong buổi tiệc đưa đôi mắt khiếm nhã nhìn san còn dùng những từ không hay nói về cô có người cố tình nói to để cho cô nghe mà cảm thấy nhục nhã không không phải như thế san cảm nhận cô họng đắng ngắt chuyện cô giấu giếm bao lâu cuối cùng bị mọi người biết hết rồi ở nơi rộng lớn thế này không một ai để cô bám víu nhìn hoa bên dưới nở đủ cười đăng ý hai tay cô siết chặt thành quyền cô đảo mắt tìm kiên chỉ có một hy vọng anh đưa cô rời khỏi nơi thị phi này nhưng khi thấy đôi mắt anh lạnh lùng nhìn phía cô Trái tim cô như vỡ vụn từng mảnh Nói như nói với cô Anh cũng giống như bọn họ Kiên biết cô từng sinh con Chuyện đó anh có thể bỏ qua Nhưng anh không biết cô đi đẻ thuê Nhẫn tâm bán con lấy tiền Chuyện này anh không cách nào chấp nhận Vì anh cũng là một người cha Trên tay anh là những tấm ảnh mà Hoa vừa ném ra Cô cũng hiểu ra rồi Hy vọng trong mắt cô cứ thấy vụt tắt Chẳng ai tin cô Chẳng ai nguyện tin tưởng cô lấy một lần Nhục nhã và ê chề Cô cảm thấy mọi người như đang muốn Xẻ thịt mình ra mà nhìn cho rõ lòng dạ cô Ở đây cô chẳng khác gì Con vật nhỏ Mặc cho lời nói bọn họ sâu xé Làm ơn Làm ơn buông tha cho tôi Cô sợ hãi kêu lê khẽ khẽ Bước chân tự động lui lại phía sau Làm ơn xin đừng nói nữa Tôi sai rồi là lỗi của tôi Lời vừa dứt cô xoay người chạy nhanh Phía cánh cổng lớn không dám ngoảnh đầu lại Cô muốn chạy nhanh dưới xa nơi này Cô không muốn nghe những lời mắng chửi thêm nữa Tâm trí cô giờ đây vô cùng hoảng loạn Nó như muốn bức điên cô vậy Mẹ, mẹ à Nghiêm giờ phút này nhận ra sự việc nghiêm trọng ở đây Cậu nhóc lớn tiếng gọi Nhưng Sàn không quay lại Cậu nhóc cảm thấy dường như mình làm sai cái gì rồi Bất giác cậu hòa à lên khóc dữ rồi. Bà Vương thấy cháu trai khóc đến thương tâm Vội vã chạy tới dỗ dành Khi đi ngang qua chỗ kiên đứng Bọn họ không ngừng trách anh tự xem bản thân con làm cái gì bây giờ thì hay rồi kiên không nghe lọt những lời bọn họ nói anh nhìn theo hướng san vừa chạy đi nhưng lần này không đuổi theo cô nữa hiện tại chẳng ai quan tâm cảm nhận của cô thế nào điều bọn họ lo lắng làm sao có thể dỗ dành nghiêm dù sao cậu nhóc là tiểu thiếu gia họ vương còn san chẳng là cái thá gì cả ông bà tìm mẹ cho con con muốn mẹ muốn mẹ bây giờ bên ngoài tối như thế mẹ đi một mình nguy hiểm lắm Mặc dù ông bà Vương đã đến dỗ dành Nhưng cậu nhóc không ngừng khóc Liên tục bỏ hai người tìm san về cho mình Buổi tiệc sinh nhật vốn tưởng rất vui vẻ Thế mà lại trở thành một mớ hỗn độn Mọi người ai cũng cảm thấy căng thẳng Nhất trì điều tra xem Ai đã đưa Nguyệt Nhã Hoa đến đây Kiên dù không đồng tình với việc san đẻ thuê Nhưng không để yên cho kẻ phá hỏng buổi tiệc sinh nhật của con trai mình Trong vòng 10 phút Nhất trì tra ra Anh à, trịnh tổng mang cô ta tới những dự án đang hợp tác cùng ông ta hủy hết đi cho tôi, phải để ông ta biết, đây không phải nơi ai cũng có thể đưa tới. Vâng, em cho người thông báo với ông ta. Nhưng mà chị, à không, anh không đi tìm cô ấy à? Nhất Trì lo lắng hỏi. Lo làm chuyện của cậu đi, buổi tiệc hôm nay tàn sớm, gửi lời xin lỗi đi khách khứa dùm anh. Nghiêm sẽ về nhà với anh trước, ở đây anh giao cho cậu. Kiên không trả lời câu hỏi của Nhất Trì, anh đứng lên cởi áo vest đi đến chỗ bé Nghiêm. Người đàn ông đưa hoa đến buổi tiệc Sau khi nhận được tin tức của trợ lý Ông ta vô cùng cảm thấy tức giận Một khi bị Vương Thụy hủy hợp tác Vậy sau này chẳng ai muốn làm ăn chung với ông ta nữa Chết tiệt Tại sao thế này chứ Không phải mọi chuyện tiến hành rất thuận lợi à Đột nhiên bây giờ lại muốn hủy ngang à Ông ta tức giận Đập mạnh tay xuống bàn Gã trợ lý có phần sợ hãi Chị Tổng à Vương Nhị Thiếu nói qua một câu Chính là buổi tiệc Vương ra Không phải ai cũng có đủ tư cách bước vào cái gì? Ý cậu ta là sao? Người đàn ông bụng phệ này chưa biết vận đen của mình là do hoa gây ra. Ông ta nhíu mày hỏi lại. Là người bà ngài đưa đến bữa tiệc ấy ạ? Gì? Cô ta? Trịnh Bân kinh hoàng kêu lên. Ông ta tưởng đâu hoa đã giúp Vương Kiên vạch mặt của Nguyệt Tố San. Thì anh ta sẽ quan tâm đến công ty của ông ta hơn. Thế mà ông ta lại nhầm rồi. Vì quá tức giận, Trịnh Bân đi đến chỗ của Hoa Bùng tái tát cho cô ta một cái thực mạnh Tiện nhân Thế mà làm mày hại tao Vừa đánh vừa mắng cô ta không tiếc lời Trịnh Tổng à Ngài làm gì thế Tại sao lại đánh em Hoa bị đánh ngã ra sàn Cô ta ôm lấy mặt kinh hãi kêu lên Mày còn hỏi à Tao cho mày biết Mày hại tao mất đi mối làm ăn với tập đoàn Vương Thị Tao sẽ bán mày đi Lấy lại số tiền đã mất Ông ta trợn trừng mắt nhìn cô ta gầm lên không được, ngài không được làm như thế Hòa sợ hãi Cô ta bò lồm cồm trên đất Sau đó trực tiếp muốn tháo chạy Nhưng lúc này Trịnh Bân cho người giữ cô ta lại Ông nhất định không để cô ta chạy thoát Mày muốn chạy à? Không dễ vậy đâu Ông ta túm lấy tóc cô giật ngược ra sau Tha cho em Xin ngài đừng bán em đi mà Cô ta khóc lóc cầu xin Nhưng người không có nhân tính như Trịnh Bân Hoàn toàn không nghe lọt lời cô ta Hòa cứ thế bị vệ sĩ tống lên xe bọn họ theo lời ông ấy đưa cô ta đến nhà chứa để bán từ đây cuộc đời cô ta chấm hết san có thể bị cô ta hại thê thảm nhưng cô ta sẽ không có kết cục tốt để gọi là ác giả ác báo sống thế nào thì nhận kết quả như vậy sau khi rời khỏi buổi tiệc san thất thần đi trên đường đêm nay cô thấy thực lạnh mà lạnh nhất chắc là lòng người có lúc cô cười tự diễu lúc bật khóc vì cuộc đời bạc bẽo của bản thân mình Người tối san, mày mong chờ cái gì nào? Trên đời này, ngoài mẹ mày ra, chẳng ai tin mày đâu. Cô lau nước mắt nói khẽ. Trong lúc thẫn thờ băng qua đường, cô không chú ý đèn giao thông. Cứ như thế đi qua mà không hề để tâm bất cứ cái gì. Một tài xế vội vã thắng gấp để tránh cô. Âm thanh chói tai vang lên khiến cô lấy lại bình tĩnh. Lúc này đây, san nhận ra sai lầm của mình. Xuyên chút nữa cô gây ra tai nạn giao thông rồi. Cô điên đấy à? Muốn chết thì về treo cổ mà chết. Đừng có ra đường hại người khác Đúng là cái đồ tâm thần Không thể hiểu nổi mà Người tài xế dù tránh được nhưng vô cùng giận dữ Ông lên tiếng mắng san Làm cho cô không kịp vuốt mặt Xin xin lỗi thực sự xin lỗi ông Cô cúi đầu vội nói Đời này cô dường như sinh ra Để nói lời xin lỗi thôi Suối quẩy thật sự Người tài xế hừ lạnh Sau đó nhấn ga đi mất San nhìn chiếc xe đi rồi Lúc đó mới thở phào nhị nhõm nếu ông ta làm dữ hơn Cô chẳng biết phải làm sao cả Ở trên chiếc xe kia lúc này Người đàn ông trông có tuổi đang ngồi Ông ấy có vẻ không quan tâm lắm Về vụ việc vừa rồi Nhưng cũng lộ ra chút khó chịu Trên gương mặt đã đầy nếp nhăn Ngài Lâm Thực sự xin lỗi vì sự bất tiện khi nãy Những người trẻ bây giờ kỳ lạ lắm Hình như ra đường chẳng mang theo não Những cô gái vừa nãy chắc là bị thất tình Cho nên mới như vậy Nghĩ cũng thực là không nghe theo lời cha mẹ Yêu sớm làm gì cho khổ không biết Người tài xế thấy ông ấy không vui thì lên tiếng giải thích. Đúng, con cái chẳng bao giờ nghe lời cha mẹ, chỉ thích làm theo bản thân mình. Đến một lúc nào đấy ân hận rồi, không thể quay đầu lại được nữa. Người đàn ông họ Lâm có vẻ đồng tình đáp. Ông ấy cầm trên tay tấm ảnh nhỏ, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve nó. Ngài Lâm à, chúng ta sắp đến nơi. Ở ngã tư phía trước, quẹo phải là tới. Cuộc nói chuyện hai người họ cứ thế kết thúc chóng vánh. Sàn lang thang trên đường, Gần nửa đêm cô mới tập tĩnh trở về biệt thự của Kiên Hai chân hiện tại cứng đơ và mất cảm giác Vì do gót chân có bị rách toạc đến chảy máu Nhưng cô không hề thấy đau Có đau đớn nào cô chưa từng trải qua Bây giờ cô cảm thấy xót xa cho số phận hẩm hiu của mình Từ bên ngoài nhìn vào Cô thấy bên trong đèn phòng khách còn sáng Hình như cô biết ai đang thức chờ mình Cô mỉ môi thực chặt lấy hết dũng khí đi vào trong Sa không cần biết kiện có ta thứ hay không Nhưng cô muốn một lần giải thích cho anh nghe lý do cô làm vậy Cô hy vọng rằng anh có thể hiểu Nỗi lòng của một con người không có tiền chữa bệnh cho mẹ Dù chỉ là một chút Quả nhiên vừa bước vào phòng khách Trong thế kiên trầm ngâm trên ghế sofa nhìn mình Cô cảm nhận sự xa lạ trong đôi mắt anh Trước này cô chưa từng thấy Nó khiến cô cảm thấy vô cùng ngột ngạt Chủ tịch Vương à Anh có thể nghe tôi giải thích không Tôi là có lý do Cô giết chặt tay Móng tay đâm vào da thịt đến bật máu Cô lấy hết can đảm đi đến gần anh lên tiếng Cô không cần nói nữa Những lời cô chưa nói xong Kiên đã cướp lời đứng dậy Hiện tôi tin những gì mắt thấy tai nghe Cô trở về phòng nghỉ ngơi đi Ngày mai có thể thu xếp hành lý Như nguyện vọng của cô lúc trước Nói rồi anh không thèm liếc nhìn cô Anh quay người đi thẳng về phòng Cứ như nếu đứng gần cô lâu thêm chút Sẽ mắc bệnh truyền nhiễm vậy Có lẽ anh muốn tránh mặt cô vì vẫn không thể chấp nhận Chuyện cô đã đẻ thuê San đứng một mình ở phòng khách chết lặng Nước mắt cô tuôn như mưa Để cuối cùng một lời giải thích cũng không thể nói ra Hay đúng hơn Anh không muốn nghe Có thể trong lòng anh cảm thấy cô thật ghê tởm Cô bật cười như điên như dại Đúng, trong mày thật kinh tởm mà Ở đây kiên về phòng ngủ liền nhanh chóng chốt cửa phòng ngồi bệt xuống đất Thực sự trước khi cô trở về Anh có rất nhiều câu muốn hỏi nhưng cuối cùng không hiểu sao lại nói những lời tổn thương cô như vậy Anh không hề muốn nói với cô những lời như thế Nhưng chuyện cô mang thai đứa con rất ruột đẻ ra bán đi Anh không chấp nhận được Là người cha của đứa trẻ 5 tuổi Anh thực không hiểu nổi chuyện này Tại sao mọi chuyện trở nên thế này chứ Nó đến đây Anh thực sự giận dữ Dùng tay đấm mạnh vào tường Nhìn dáng vẻ yếu đuối của San khi nãy Anh chỉ muốn ôm lấy cô vỗ về Nhưng cuối cùng thì lại không làm được Và lại chuyện lùm xùm ngày hôm nay Ba mẹ anh cũng biết, bọn họ sẽ không để người như cô bước vào vương gia, càng không để cô đến gần Nghiêm nữa. Nếu như anh không để cô đi, bọn họ nhất định ra tay làm khó cô. Chuyện đến nước này, xa không còn mặt mũi ở lại đây. Cô lê lết cơ thể mệt mỏi về phòng, nhìn bản thân nhếch nhác trong gương, cô khẽ cười. Ngay từ đầu chẳng phải nói không hợp, đến cuối quả nhiên vẫn là không hợp. Trèo cao ngã đau, đúng là mình trèo cao quá rồi. Cô nghẹn giọng đưa tay cử chiếc đầm dạ hội xinh đẹp kia ra cảm thấy mình đúng là không hợp với những thứ lộng lẫy thế này thay bộ quần áo đơn giản cô mang chiếc đầm treo vào tủ rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc và vali sau đó âm thầm ra đi ngay trong đêm dù không biết đêm nay mình ở đâu nữa dù gì sắp rời khỏi đây cô kéo hành lý đi đến phòng của nghiêm cô muốn nhìn thằng bé một chút nhưng khi đến trước cửa phòng cậu nhóc cô lặng lẽ thu tay lại bà bối à Mẹ thực sự rất vui khi gặp được con Cảm ơn con vì những ngày vừa qua Vì bước vào cuộc sống tệ nhạt của mẹ Cô nhỏ giọng nói Rồi quay người rời đi Hai giờ sáng Cô kéo vali rời khỏi biệt thự vương ra Mang theo trái tim nhỏ dỉ máu gào thét vì đau đớn Cảm thấy mình đi xa biệt thự cao cấp rồi Lúc này cô bất lực ngồi thụp xuống Hai tay ôm mặt khóc nức nở Người như cô ở xã hội này cũng thực đáng thương Để khóc phải ngăn cho bản thân đừng phát ra tiếng cứ như vậy cô ngồi bên vệ đường Tự mình gặm nhấm nỗi cô đơn đến cùng cực Từ nay cô không còn nhà Chẳng còn ai chờ cô mỗi buổi chiều về Mất lúc lâu cô ổn định được cảm xúc Nhanh chóng lau đi nước mắt Rồi khó nhọc đứng lên Thực sự những lúc thế này khiến cho con người ta muốn gục ngã Nhưng cô còn mẹ Cô vẫn phải tiếp tục kiên cường Không phải bởi cô sinh ra đã mạnh mẽ Mà bởi vì cuộc sống này Nó bắt cô phải như vậy Thế mà đã 3 giờ sáng Mình đi đâu bây giờ nhở? nhà trọ cũ không thể quay về mình thực sự rất thích căn phòng đó suy nghĩ một lúc cô đi đến bệnh viện dù gì chẳng có nơi nào để đi cô muốn đến ở cùng mẹ đêm nay sáng mai rồi tính tiếp vậy những lúc khó khăn thế này nghĩ đến mẹ mới khiến cô yên lòng một chút giữa khuya kéo vali đến bệnh viện một vài y tá nhìn cô ánh mắt ái ngại xét nét sợ người ta nhìn đôi mắt sưng húp của mình cô rũ đầu xuống thật thấp chậm rãi đi vào thang máy ở trong thang máy Nhìn bộ dạng mình qua gương phản chiếu Cô thấy nực cười Huống chi là người khác Đến trước cửa phòng bệnh của mẹ Cô đưa tay vỗ vỗ gương mặt để trông tươi tỉnh hơn Dù ở bên ngoài có thế nào đi chăng nữa Cô không muốn mang gương mặt sầu não vào gặp mẹ Chỉ có cười tươi Như vậy mới không khiến bà bận lòng về cô Mẹ à Có gái đến thăm mẹ San nở nụ cười gượng đi vào trong Chỉ có nhìn thẳng đôi mắt cô Mới có thể biết cô buồn thế nào Xin lỗi vì đã trễ thế này Con đến làm phiền mẹ Nhưng bây giờ con chỉ có nơi này để đi thôi Đột nhiên cô muốn kể hết những uất ức Mình phải chịu cho bà nghe Dù cô không biết bà có thể nghe hay không Nhưng cô cần một người để trải lòng lúc này Mẹ Không phải con có ý trách mẹ Nhưng nếu ngày xưa mẹ không chọn ông ấy Có phải cuộc sống chúng ta không tồi tệ thế này không mẹ Sàn cúi đầu nói Có lẽ ngày hôm nay Cô đủ mệt mỏi rồi cho nên nói chuyện một lúc Hai mắt cô không trụ được Cô kiệt sức Tự đầu lên giường bên cạnh mẹ Ngủ một giấc ngon lành Mặc dù không có giường nệm êm ấm Nhưng cô rất an toàn Cứ như mẹ đang bảo hộ cho cô vậy Buổi sáng Lập bân đến bệnh viện riêng của Vương Gia Hôm nay anh cần kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân Trước khi người đó được đưa lên bàn mổ Vì có chút tò mò Anh ghé ngang phòng bệnh của mẹ San Nhìn qua khe cửa Trong cô nằm co do tự đầu lên giường bệnh ngủ say Anh nhíu mày cái tên điên này Đừng nói cậu ta đuổi một cô gái đi trong đêm Mà cho dù không đuổi Cũng không nên để cô ấy bỏ đi vậy chứ Anh thở dài lên tiếng Vì thấy thương cho số phận của cô Đêm qua Lập Ân cũng ở buổi tiệc sinh nhật Cho nên anh biết rõ chuyện tối qua thế nào Nhưng Kiên để một cô gái đi như vậy Anh có chút đau lòng thay cho cô Anh nhanh tay lấy điện thoại Chụp tấm ảnh của cô Rồi gửi qua cho Kiên Kèm thêm một tin nhắn Dù sao người ta cũng là phụ nữ Cậu để cô ấy như thế mà coi được à Nhìn đi, Đến chỗ ngủ đàng hoàng không có Cậu xứng làm đàn ông không đấy Kiên lúc này vừa tập thể dục về đến Nhìn tin nhắn của Lập Ân Không có chút bất ngờ nào Về san rời đi anh biết từ sớm Chỉ là không có ý định giữ cô lại Là cô ấy tự nguyện rời đi Trách tôi sao được Có có sau này chuyện của cô ấy Cậu không cần nói cho tôi biết Kiên hồi đáp lại tin nhắn Tên lạnh lùng này Thôi được rồi Cậu cứ như vậy đi Đến lúc mất vợ rồi Đừng tìm tôi than khổ Thấy thái độ kiên quyết thế này Lập ân thở dài ngao ngán lắc đầu tắt điện thoại đi Anh nhìn vào phòng bệnh một chút Rồi nhanh chóng rời khỏi đó Đêm qua San ở bên ngoài trời lạnh Cho nên sáng nay cô phát sốt Cơ thể lúc nóng lúc lạnh run lên cầm cập Vì quá mệt cô ngủ sâu Mãi lúc y tá thay thuốc cho mẹ Thấy cô mặt mày xanh sao Mới đưa tay lai lai cô dậy Cô San à trời sáng rồi Nhưng khi chạm vào người San Cô ấy cảm nhận cơ thể cô nóng rực Ui trời đất cô sốt rồi à Nữ y tá giật mình kêu lên Âm thanh cô ấy đánh thức san Cô mơ màng nhìn nữ y tá Miệng lúc này cảm thấy khô khốc Có, có chuyện gì thế Cô ra ơi, cô đi kiểm tra sức khỏe đi Sốt thế này là không tốt đâu Sốt á Cô lúc này cảm thấy cả người nóng dần Lại còn rất khó chịu Cô quyết định nghe lời y tá đi kiểm tra sức khỏe Sau khi cúi đầu cảm ơn nữ y tá Cô loạn trọng đứng lên đi ra ngoài Cơ thể cô từ khi sinh con Vì không được chăm sóc kỹ cho nên rất yếu Cô đi được vài bước Cô loang choáng muốn ngã rồi Thôi xong rồi Biết bản thân ngã đến nơi Cô vội vã kêu lên Nhưng cơ thể bây giờ chẳng có sức lực để trụ lại San nhắm tịt mắt kêu lên một tiếng Ngay lúc tưởng chừng sắp đổ gục Bàn tay rắn chắc đối nhiên giữ lấy eo cô Ngăn cô không ngã trên sàn Hành động người này ôn nhu Khiến cho cô lầm tưởng là vương kiên Nhưng khi cô mơ màng ngẩng đầu nhìn Trước mặt là người đàn ông xa lạ Cô vội vàng dùng hết sức lực thoát khỏi tay anh ta không chờ người đàn ông nói thêm Sàn cúi đầu cảm ơn dối rít Cảm ơn anh nhiều Nói xong cô di chuyển nhanh đến khoa khám bệnh Để kiểm tra bệnh tình Sau vụ việc lần này Cô dường như hiểu ra vị trí bản thân Cho nên cô không muốn tiếp xúc với người giàu có Của giới thượng lưu Người này ăn mặc tây trang lịch thiệp Ta đeo đồng hồ đắt tiền Cô nghĩ anh ta cũng là người có tiền tài địa vị Cô vẫn nên tránh xa một chút Dù gì người giàu và kẻ nghèo Cũng là sống ở hai thế giới khác nhau Người đàn ông đưa đôi mắt màu xanh nhìn theo cô Anh ấy là con lai Cho nên mái tóc vàng Màu mắt xanh ra trời độc đáo Giá người anh ấy cũng rất hoàn hảo So với kiên 19110 Cho nên lúc nãy khiến cho San suýt chút nữa nhận nhầm người Anh ta nhíu mày khó hiểu Mình đâu ăn thịt cô ấy Sao vội vậy chứ Nhìn một lúc anh ta quay người rồi đi Nhanh chóng khuất sau dãy hành lang San sau khi kiểm tra thì được tiêm cho liều thuốc Nữ bác sĩ thấy cô xanh sao còn dặn thêm Cô San, lúc cô sinh con không chịu kiên cữ Bây giờ cơ thể yếu như thế đấy Làm người cũng đừng nên ngược đãi bản thân quá Phải đối xử tốt với chính mình chút chứ Ở đây tôi kê cho cô ít thuốc bổ Nhớ uống đúng giờ nhé Vâng, cảm ơn bác sĩ Sức khỏe không tốt, đừng có làm việc quá sức Rất dễ bị lao lực đấy San cầm sổ khám bệnh bước ra ngoài Đi đề bên ghế đá trong khuôn viên Cô khó nhọc ngồi xuống nghỉ ngơi Nhớ lại khoảng thời gian trước cô sau khi sinh con số tiền mà nhận được chỉ đủ cho những ca phẫu thuật của mẹ và tiền thuốc thang đắt đỏ vì để có thêm thu nhập đóng tiền trang trải cuộc sống cá nhân mặc dù chỉ mới sinh con nửa tháng cô gồng mình đứng lên đi tìm việc làm phát tờ rơi nhân viên tiếp thị hay phục vụ ở những quán cà phê không có việc nào cô chưa làm qua tiền đối với cô lúc đó chính là sinh mạng là hy vọng kéo mẹ từ quỷ môn quan trở về nhưng cũng vì tiền Khiến sức khỏe cô trở nên tệ hơn bao giờ hết Những năm tháng tuổi trẻ Cô có nhiều hoài bão Nhưng cuối cùng bị đồng tiền kia chôn vùi Nhưng nếu có cơ hội được lựa chọn lại Cô vẫn sẽ vì mẹ mà làm tất cả Đang ngồi suy nghĩ chuyện xa xăm Trái bóng từ đâu lăn đến chân của San ngẩng đầu lên cô thấy cậu nhóc nhỏ nhìn mình Trái bóng là của cậu nhóc Chị gái xinh đẹp Chị nhặt giùm em quả bóng Cậu nhóc cất giọng đáng yêu nói Ừ um, dĩ nhiên rồi cô mỉm cười gật đầu nhờ quả bóng đưa cho cậu nhóc cậu bé tuổi chắc chỉ bằng nghiêm thôi đột nhiên cô nhớ bảo bối nhỏ của mình nhưng biết sao bây giờ cô và nhóc không thể gặp nhau được nữa ngủ một lúc thuốc bắt đầu ngấm san đứng lên quay về phòng bệnh của mẹ cô mệt mỏi leo lên sofa nằm ngủ thêm một giấc để khi cô tỉnh lại bên ngoài sắc trời tối rồi đèn đường phát sáng cả một thành phố lớn quả nhiên tác dụng của thuốc hiệu quả sau giấc ngủ cô thấy tốt hơn Người cũng không nóng hầm hập như lúc đầu nữa Chợt nhớ thoại trong túi Cô mới cầm lên xem Có rất nhiều cuộc gọi tin nhắn từ công ty gọi tới Chết thật Hôm nay mình nghỉ mà không xin phép Cho nên mới vỡ trận thế này Ngày mai phải lên công ty xin phép mới được Hy vọng là không bị xếp mắng Cô đập tay lên chán phiền muộn nói Vừa hay trưởng phòng công ty gọi đến San vội vàng rối rít xin lỗi Cô cần công việc này không thể mất nó được vì trưởng phòng biết cô có quan hệ gì đó với Vương Nhất Trì Cho nên cũng không có làm khó cô Gian mừng rỡ cảm ơn Cuối cùng cô có thể thở vào nhị nhõm Cả ngày nay chưa ăn gì cả Đói quá Chợt nghe bụng dạ biểu tình Cô ôm bụng lên tiếng Cảm giác như sắp chết đói đến nơi rồi Không có nhiều thời gian nghỉ ngơi Cô đứng dậy đi xuống căng tin bệnh viện Tìm đồ ăn lót dạ Ăn xong tranh thủ đi tìm nhà thuê Cô không thể ở bệnh viện mãi Cô không có nhiều thời gian để đây gặm nhấm nỗi buồn Cô còn mẹ Và phải có trách nhiệm chăm sóc bà ấy Không thể vì những chuyện thế này mà lơ là công việc Đến nhà ăn cô chọn cái bánh mì ăn tạm Tay thì lướt lướt điện thoại tìm kiếm nhà cho thuê Nhưng thời buổi này nhà trọ hiếm lắm Đó là còn chưa nói đến Có sạch sẽ rồi an toàn hay không Cô cảm thấy tiếc cho căn nhà cũ của mình Đó là nơi rất tốt Giá cả rẻ nữa Nhưng một ngôi nhà tốt vậy có rất nhiều người muốn Bây giờ muốn quay lại chắc cũng không còn Hay Ai... à, sợ đắt thế nhỉ Tới này ngốn hết gần nửa tháng luôn à? Như vậy làm sao có được chứ? Đang loay hoay tìm kiếm, phía sau có người đi đến vỗ mạnh vào vai cô, cô giật cả mình vội vàng quay lại, hóa ra là cô bạn Lê Mai ở công ty cũ. "Chị San, đúng là chị rồi." Mai nở nụ cười lên tiếng. "Ơ, ờ, Mai à, xem ở đây." San cũng mỉm cười đáp lại. Tính ra cô rất thích cô bạn này, bởi cô ấy là người duy nhất giúp đỡ cô khi còn ở công ty cũ. "Mẹ của bạn em bị bệnh, cho nên em đến thăm bác ấy." chị ra ở bệnh viện thế hả chị không khỏe à nhìn thấy mặt San có chút phờ phạc cô ấy lo lắng hỏi à không chị đến chăm sóc mẹ cô lắc đầu trả lời giấu đi chuyện mình vừa mới sốt cao hồi sáng thế hả chị đang tìm nhà cho thuê à chị muốn chuyển nhà rồi à nhìn màn hình điện thoại của San hiển thị từ khóa tìm nhà thuê cô ấy tò mò lên tiếng hỏi cô nhẹ gật đầu ừ có chút chuyện xảy ra cho nên chị không còn ở chỗ cũ nữa thế để em giúp bạn em biết một nơi rất tốt giá cả phải chăng em nghĩ chị thích nó đấy thầy gian có vẻ gặp khó khăn cô ấy mở lời muốn giúp đỡ thật à nếu vậy chị cảm ơn em trước có thể đưa chị đi xem bây giờ được không vì bây giờ thực sự chị đang cần gấp ý vâng được thôi ạ à. san nhanh chóng thu xếp đi cùng cô ấy xem nhà quả nhiên giống như lời mai nói căn nhà này cô thực rất thích nó phù hợp với túi tiền và tiêu chuẩn của cô vừa sạch sẽ vừa ấm cúng trông cô khá rộng rãi Xem ra còn tốt hơn cả căn nhà cũ của cô nhiều Mai lên tiếng hỏi Chị à, chị thấy thế nào? Um, tốt lắm Chị nghĩ mình không cần phải tìm nữa rồi Chị muốn ký hợp đồng với chủ căn nhà này Sau đó, một người phụ nữ trung niên đến Bà ấy nhận là chủ nhà Đồng ý cho San thuê với giá rẻ Điều đặc biệt hơn hết Ở đây khá là thoải mái Bà ấy cũng không có quy định khắt khe với người cho thuê cả Vì ở đây hiện không có hợp đồng Cô đặt cọc tiền nhà trước để giữ chỗ vì để cảm ơn cô muốn mời Mai một bữa ngon Cảm ơn em nhiều lắm Mai ạ Bây giờ rảnh không Nếu được chị mời em đi ăn bữa cơm cảm ơn Dạ được Bây giờ em không có việc gì làm cả Tương đối là rảnh ạ Cô ấy gật đầu đồng ý ngay lập tức Trước khi hai người rời đi Mai quay lại nhìn bà chủ nhà mỉm cười như muốn nói gì đó Trên bàn ăn Hai người thi thoảng nhắc lại về những chuyện cũ Dù ở công ty đó San bị bắt nạt Cô cũng có những kỷ niệm rất đáng nhớ nữa Chị Giang, chị biết tin gì không? Tổng giám đốc Lý và trưởng phòng Cảnh Nghi Hai người họ có quan hệ mờ ám Đáng lẽ bọn họ em cũng không biết đâu Nếu như vợ ông ấy không đến công ty Tìm Cảnh Nhi đánh ghen đi ạ Nhớ đến chuyện của Lý An Huy và Nhi Mai hào hứng kể lại cho cô nghe Cô mới bật cười Sao mẹ em khổ thế? Bọn họ mờ ám cả công ty Ai cũng biết Chỉ có mình em là không biết thôi đấy Cái gì? Ý chị là chị biết trước rồi ý ạ? Mai kinh ngạc tròn mắt hỏi Thì dĩ nhiên hóa ra là thế à nhưng thôi kệ em chỉ biết hôm đó phu nhân giám đốc đánh người rất hả dạ cảnh nhi đó xứng đáng nhận hết chưa cái thói ăn hiếp người khác mà sau vụ đó cô ta nghỉ việc bây giờ không biết trốn đi đâu nữa ạ mai có chút tiếc nuối vì không biết sớm hơn nhưng cô ấy nhanh chóng lấy lại tinh thần nhìn một người vui vẻ hoạt bát như cô ấy san có chút buồn cô hy vọng mình giống như vậy có thể sống mà vô âu vô lo lúc này đây ở biệt thự nhà kiên Nghiêm sau khi biết San rời đi Cậu khóc rất thương tâm Ba ơi, ba tìm mẹ về cho con Con muốn có mẹ, ba đi tìm mẹ đi Cậu khóc nước nở Không ngừng bảo kiên đi tìm San về Nhưng lần này Anh không ý định chiều theo nhóc Anh muốn muốn nắn cậu lại từ đầu Để cậu nghe lời, không đòi hỏi bất chấp như vậy Từ giờ cô ấy không ở lại đây nữa Con tập làm quen đi Anh nghiêm khắc nhìn con trai nói Ba nói dối, không phải ba nói muốn bảo vệ mẹ xinh đẹp à Bây giờ mẹ bị người ta bắt nạt Ba bỏ mặc không quan tâm Ba không xứng làm ba con Thằng bé gào lên đáp trả Cậu nhóc không hề có ý định chịu nghe lời anh Nghiêm, có biết mình nói cái gì không thế hả? Không phải bởi vì ba quá nuông chiều Có muốn nói gì thì nói đâu Nhất trì Mang thằng bé đến từ đường phạt quỷ Đến khi nào nó biết lỗi thì thôi Kiến tức giận vì cách nói chuyện của nhóc Anh bảo Vương Trì mang cậu bé đi nhận hình phạt Anh hai Dù sao nghiêm còn nhỏ cũng không nên Nhất chỉ dù muốn nói thay cho thằng bé Nhưng thấy vẻ mặt đáng sợ của Kiên Cũng không dám nói thêm lời nào Nghiêm nhanh chóng bị mang đến từ đường Nhất chỉ để cậu quỳ đến hơn 2 giờ đồng hồ Dù chân cảm thấy tê dần Cậu nhóc không khóc nửa lời Đôi mắt ấm ức nhìn phía trước môi mím chặt Kiên mặc dù tức giận Nhưng anh dù sao cũng thương nhóc Vậy là không chịu nổi Bảo nhất chỉ tha cho cậu bé Thả nó ra đi, như vậy đủ lâu rồi Vâng, em còn mong không kịp ý Cậu nghe vậy mừng rỡ chạy lên lầu đỡ nhóc đứng dậy Nghiêm sau khi nhận xong hình phạt Ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phòng mình Cậu nhóc muốn khóa cửa tự nhốt mình trong phòng Đáng tiếc là Kiên đã biết rõ hành động con trai Anh ra lệnh cho Khang ngăn lại Chú buông ra Bé Nghiêm hai mắt đỏ ngầu nhìn anh ta gầm lên Nhưng Khang nào dám bỏ ra Anh biết thừa khi cậu nhóc tức giận Có thể làm những chuyện kinh khủng thế nào Tiểu thiếu ra cậu nghe lời đi Đừng có ngang bướng nữa nếu không thiếu gia nhất định sẽ phạt cậu đấy Mặc dù hết lời khuyên ngăn Nhưng một khi nghiêm giận lên Không ai có thể ngăn được cậu Cậu bé đảo mắt nhìn quanh Trông thấy con dao dọc giấy để trên bàn Cậu lao đến cầm nó rạch tay mình Tiểu thiếu gia Khang hoảng hồn kêu lên Anh chẳng còn dám mở mắt nhìn cậu nhóc Rất may kiên nhanh chân chạy đến giữ lấy cánh tay cậu bé Cho nên tay cậu bé chỉ xước nhẹ một đường Nghiêm, có thách thức giới hạn của ba đấy à? Lần này anh giận dữ thật rồi Anh trầm giọng hỏi cậu bé Nhưng nghiêm được di truyền tính cách từ anh Cậu nhóc cứng đầu giống như anh vậy Lầm lì không nói một tiếng Khang đưa thằng bé về phòng Cho người trông chừng thật kỹ Đừng có để chuyện này xảy ra Anh nắm tay thằng bé đưa cho Khang Rồi tức giận quay trở về phòng làm việc Mặc dù cậu bé làm những chuyện nguy hiểm Nhưng anh kiên định với quyết định của mình Không cho cậu nhóc đi tìm san Vì theo anh như vậy mới tốt cho cả ba người Nghiêm trở về phòng vô cùng ấm ức Cậu nhóc ở trên giường khóc nức nở Với tình hình hiện tại Cậu làm thế nào cũng không thay đổi được suy nghĩ của Kiên Cậu nằm lên chỗ mà San thường nằm Tay nắm sợi dây chuyền cung hoàng đạo mà cô tặng Mẹ sinh đi, do mẹ bỏ con Mẹ không cần con nữa Cậu nhắm mắt lại khóc không thành tiếng Khang nhìn cậu bé mà thở dài Vốn mọi chuyện lúc đầu tốt đẹp Chỉ sau một đêm mọi thứ thay đổi hoàn toàn Anh nghĩ nhà họ Vương chuẩn bị có thêm một thiếu phu nhân nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi san sau khi rời khỏi biệt thự của kiên tinh thần phấn chấn lên đôi chút mặc dù thấy rất nhớ nghiêm cô mang vali đến nhà trọ mới bắt đầu trang trí lại căn nhà nhỏ của mình cô muốn làm lại từ đầu cô dặn lòng kể từ bây giờ không được để cho tình cảm chi phối thêm từ giờ cuộc sống của cô chỉ có mẹ và công việc ngoài ra không còn gì nữa lê mai là cô gái rất tốt Biết San dọn đến nhà mới Cô ấy tinh ý đến giúp cô sửa sang lại Không những vậy Mang thêm cho cô vài chậu cây cảnh Chị San à em đến phụ chị Nhìn này em mang cho chị mấy chậu hoa xinh xắn nữa Mà đáng yêu đưa chậu hoa hồng tới trước mặt cô Đẹp quá Trông giống hệt như em ấy San nhìn những bông hoa đầy sắc màu thích thú Hai người cứ thế bắt tay vào làm việc Từ sáng đến chiều tối Cuối cùng thì cũng đã làm xong Ngôi nhà bây giờ trông xinh xắn bắt mắt hơn nhiều Những ngày tiếp theo Công việc của San cũng rất thuận lợi. Cô đã hoàn thành rất nhiều dự án được giao, kiếm được không ít tiền thưởng. Hầu như chỉ cần có dự án, cô dốc hết thời gian sức lực của mình hoàn thành. "San, giám đốc gọi cô kìa, mau vào trong đi." Lúc này, nhân viên khác đi ra nhìn cô nói. "Vâng vâng, tôi đi ngay ạ." San nhanh chóng đi vào trong, không biết là giám đốc gọi mình làm gì. "San đấy à, cô đến đây đi, có việc cần cô." Giám đốc thấy cô thì mỉm cười, ông đưa cho cô dự án mới đây cũng là dự án lớn của công ty sếp à đây cô ngạc nhiên không nghĩ mình mới vào công ty không bao lâu thế mà được giao dự án lớn thế này tôi thấy năng lực của cô rất tốt vậy nên quyết định giao cho cô hy vọng cô không làm tôi phải thất vọng mặc dù như thế nhưng dự án này cũng không dễ sơi đâu cô cần phải thuyết phục nhà đầu tư cho dự án này đó mới chính là điểm khó của nó giám đốc giải thích qua cho cô nhưng san bây giờ cảm thấy hào hứng cô mỉm cười gật đầu nhận công việc vì cũng muốn thử sức bản thân nhiều hơn Cảm ơn giám đốc Tôi không để ông thất vọng đâu ạ Ừ được rồi Bây giờ thì về phòng làm việc đi Ngày mai có buổi gặp mặt nhà đầu tư ở tập đoàn Luxury Cô nhớ phải nắm bắt cơ hội đấy Ông hài lòng đáp Rất thích tinh thần làm việc năng nổ của cô Cầm dự án trên tay San vui mừng không thôi Xem ra nỗ lực của cô cuối cùng được đền đáp Nếu như lần này làm tốt Không chỉ tiền thưởng cao Cô còn có cơ hội thăng tiến trong công việc Trùng hợp ở đây Chính là người mà công ty muốn cô thuyết phục Để đầu tư vào dự án Lại chính là người đàn ông cô gặp ở bệnh viện hôm trước Anh ta tên là Thiết Tử Huy Tổng giám đốc tài hoa tập đoàn Luxury Nổi tiếng của Anh Quốc Ngày hôm sau San từ sáng sớm ăn mặc vô cùng chỉn chu Cô tự tin đi đến tập đoàn Luxury Hoàn thành nhiệm vụ được giao So với con người nhút nhát trước kia Cô hiện tại được thời gian mải rũa Thành người vô cùng tự tin Thực sự cô muốn trở nên mạnh mẽ Tự bảo vệ được chính bản thân mình và mẹ Cô sẽ không cảm thấy có lỗi Nhưng khi bước chân vào đại sảnh Cô mới thấy rằng bản thân mình nhỏ bé Ở đây tụ họp rất nhiều nhân tài Mà bọn họ đều đến từ những tập đoàn nổi tiếng khác nhau Điều này làm cho cô lo lắng Bởi vì kinh nghiệm của cô ít ỏi Và danh tiếng hiện tại không cao Cô lo là mình không giành lại bọn họ sự tự tin của mình lúc nãy chạy đi đâu hết rồi chưa? cô lo lắng nói khẽ. trong lúc cảm thấy căng thẳng, cô đi vào nhà vệ sinh chỉnh trang quần áo, đầu tóc. nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, thấy một người phụ nữ đang gục dưới sàn. cô ơi, cô bị sao thế? San sợ hãi kêu lên. cô đi đến đỡ người phụ nữ lên hỏi. nhưng thấy triệu chứng cô ấy, San dường như đoán ra cô ấy bị cái gì. cô vội vã lấy trong túi sách vài viên kẹo ngọt. cô mở ra đưa cho người phụ nữ ăn. theo như cô biết. Người này chắc chắn bị tụt đường huyết rồi Cô dáng chút nhá Một lát sẽ ổn ngay thôi Sàn trấn người phụ nữ Cô biết cảm giác này khó chịu thế nào Bởi vì ngày trước thường xuyên bỏ bữa để tiết kiệm tiền Hậu quả cuối cùng Vì hạ đường huyết mà ngất đi Cho nên bây giờ trong túi lúc nào cũng có kẹo Là đề phòng chuyện thế này xảy ra Lúc này bên ngoài Những người có mặt tiến vào bên trong Với dự án của mình Chỉ có san là không Mạng người hiện tại quan trọng cô không thể thấy chết mà không cứu. cô nhanh chóng đỡ người phụ nữ ra ngoài để cô ấy ngồi nghỉ ngơi trên ghế. san không hề biết những chuyện cô làm được huy nhìn thấy hết. anh vừa gặp nhận ra cô cảm thấy cô có chút sức hút. cô ấy đến từ công ty nào thế? anh ta quay sang hỏi trợ lý. hình như người công ty JK cây. đến năm hiện tại thua xa nhiều công ty ở đây à? vậy à chọn công ty họ đi. huy không cần nghĩ nhiều chấp nhận đầu tư dự án của cô ngay lập tức. tổng giám đốc anh suy nghĩ kỹ chưa? JK không phải công ty lớn Anh cũng chưa xem qua dự án của họ mà Tôi không nói là lần hai đâu Huy mặt mày xám xịt nhắc lại Dạ vâng ạ Trợ lý sợ hãi lắp bắp Sau đó cũng không dám ý kiến gì thêm Sau khi người phụ nữ kia thấy khỏe lại San vội vàng quay lại văn phòng của nhà đầu tư Cô bước vào liền trở thành tâm điểm của mọi người Ai cũng nhìn cô ánh mắt giò xét Xin lỗi Cô vội vã cúi đầu rồi tìm một góc khuất ngồi xuống Ở trong phòng làm việc của tổng giám đốc Huy nhìn cô qua camera bật cười Bởi đầu tóc cô hiện tại rối tinh rối mù Trợ lý của Huy cuối cùng bước vào Anh theo quyết định của anh ta Tìm đến thông báo cho bọn họ Lời đầu tiên tôi cảm ơn mọi người hôm nay đã đến Nếu các bạn không phải công ty được chọn Thì cũng đừng buồn Vì sau này vẫn có cơ hội Tôi xin thông báo công ty được chọn để đầu tư lần này là JK Mọi người nghe xong vô cùng bất ngờ Bọn họ không nghĩ Một công ty nhỏ như JK Được tập đoàn Anh Quốc lựa chọn để đầu tư mọi ánh mắt đổ về phía của cô nhưng đến cả cô còn không tin ai lại dám tin cơ chứ JK cây được chọn á cô sợ bản thân nghe lầm mỏi lại đúng công ty của cô được chọn cô kinh ngạc không ngờ lại dễ dàng như vậy cô còn chưa kịp trình bày dự án thế mà đã được chọn à còn tưởng phải thuyết phục vất vả không ngờ một phát đã ăn ngay cảm ơn anh cho chúng tôi cơ hội chúng tôi nhất định làm tốt dự án này đến lúc này cô tự tin ở đủ cười tươi sau đó vội vã cúi đầu cảm ơn Thử cho bản thân vì một ngày thành công Cô quyết định đi siêu thị mua đồ nấu lẩu cay Một món mà cô rất thích Nhưng vì trước đây luôn muốn tiết kiệm hết mức Cho nên cô không dám ăn uống phung phí Vừa trở về nhà Cô thấy thân ảnh nhỏ đứng lóng ngóng trước cửa Hóa ra là nghiêm Cô không biết làm cách nào thằng bé biết chỗ ở mới của mình Lại còn đến tận đây tìm cô Mẹ xinh đẹp vừa quay đầu thấy cô cậu nhóc vui mừng kêu lên rồi co chân chạy đến nhà vào lòng cô bảo bối à sao con đến được đây sàn ngồi xuống cô lo lắng hỏi cậu nhóc mẹ xinh đẹp con trốn ba đến tìm mẹ con lừa chú khang để tìm địa chỉ của mẹ sau đó canh lúc không ai để ý trốn đi hòa ra kia không cho cậu nhóc đi tìm cô nhưng do quá nhớ cô cho nên cậu nhóc năn nỉ khang và cuối cùng là đến được đây à cô đau lòng ô con trai trong lòng bảo bối à sau này không được như thế con chỉ là cậu bé 5 tuổi Ra ngoài một mình sẽ rất nguy hiểm Lần sau con đừng làm thế nghe chưa Mẹ đừng khóc Sau này con nghe lời mẹ Cậu bé đưa tay lau nước mắt cho cô Con đói không để mẹ nấu cho con chút đồ nhé Cô sợ nhóc đói bụng Cô dẫn cậu vào trong nhà nấu cho cậu vài món ăn ngon Nghe mấy ngày không được ăn cơm cô nấu Cho nên thằng bé ăn nhiều lắm Để khi ăn sạch thức ăn trong bát Nhìn không được mà ăn lẩu cay cùng cô Cơm canh no nề Cô lấy điện thoại gọi cho Kiên cô không muốn vì mình tình cảm hai cha con dặn nứt trong lúc chờ anh tới cô và nghiêm nói chuyện với nhau rất nhiều cô còn kể chuyện cổ tích cho cậu nghe hai mẹ con chơi với nhau để quên mất cả thời gian một lúc sau có vẻ như đã thấm mệt rồi nghiêm nằm trong lòng của san ngủ ngon lành nhìn cậu bé thở đều đều cô cảm thấy ấm áp lắm hóa ra vẫn có một người không rời bỏ cô bà bối à cảm ơn con nhé cô nhẹ nhàng hô lên trán cậu nhóc Lúc này chuông cử vang lên San vội đặt cậu bé xuống ghế sofa Cô bước ra ngoài mở cửa Tiểu thư à tôi đến đón thiếu gia Người đến là Khang chứ không phải là Kiên Cô cười gượng gợt đầu Cô nghĩ chắc anh bây giờ nhìn thấy cô không vừa mắt Cho nên mới không tới Cô đi vào trong nhà Nhẹ nhàng ôm lấy nghiêm bế ra Phiến anh sau này chú ý bảo bối nhỏ chút nhé con nít bây giờ ra ngoài nguy hiểm Lỡ không ai gặp người xấu vậy thì không tốt đâu Thật sự nghiêm đến đây khi cô cảm thấy rất vui, nhưng cô vẫn lo cho an toàn của cậu nhóc hơn cả. Nếu cậu bé vì cô xảy ra chuyện, cô nhất định không thể nào tha thứ cho bản thân mình. "Vâng, tôi sẽ chú ý." Khang gật đầu trả lời rồi nhanh chóng đưa Nghiêm ra xe. Cậu bé đi rồi, cô bây giờ cảm thấy trống rỗng. Căn nhà nhỏ lúc nãy còn ồn ào náo nhiệt, bây giờ yên tĩnh ảm đạm đến đáng sợ. Cô co người ngồi trên ghế sofa, tự mình gặm nhấm nỗi cô đơn đến lạnh lẽo. Mặc dù cô luôn an ủi bản thân Mọi chuyện sẽ ổn Nhưng xem ra cô lầm rồi Tất cả là tự mình cô dối lòng Sau khi tiếp nhận dự án mới Công việc của cô bận rộn hơn bao giờ hết Cô mỗi ngày đi sớm về muộn Có khi về đến nhà đã hơn một giờ sáng Cả người rã rời nằm vật trên giường Cũng từ đây Cô thường xuyên có cơ hội gặp Huy Mỗi lần như vậy Cũng chỉ bàn đến vấn đề công việc Mà để khi gặp mặt Cô mới nhận ra anh là người giúp mình ở bệnh viện liền vội vã rối rít cảm ơn Tổng giám đốc à cảm ơn anh nhiều ạ Anh đã giúp tôi Còn cho tôi cơ hội lớn thế này Tôi thực không biết làm thế nào để cảm ơn anh nữa Nếu cô muốn trả ơn thì cũng được Chờ tôi nghĩ ra thứ mình cần đã nhé Huy cong môi cười đáp Chả hiểu sao mỗi lần gặp cô Trái tim anh có cái gì đó rất lạ Vâng, điều hiện tại tôi có thể làm Chỉ là cố gắng hoàn thành dự án thật tốt Để không thất vọng ạ Cô gật đầu trả lời Không hề nghĩ đến việc anh liệu có ra yêu cầu gì quá đáng không Dự án cô đảm nhận lần này Chính là hoàn thành khu đô thị phức hợp lớn ở thành phố Với đầy đủ cơ sở hạ tầng cao cấp Phục vụ người dân sinh sống Cho nên việc đi sớm về khuya khảo sát công trình là rất dễ hiểu Như vậy cô mới có thể nắm bắt tình hình Cũng như chất lượng của công trình Mà Huy hầu như rảnh rỗi quá mức Anh luôn thu xếp thời gian đi cùng cô khảo sát từ đây tình cảm của anh dành cho cô nhiều hơn Khi thấy được sự lương thiện tốt bụng của cô Điều mà anh khó nhìn thấy ở những quý cô tiểu thư nhà giàu Mỗi ngày khi đến công ty Huy hỏi trợ lý của mình lịch trình ngày hôm nay Cũng như việc San đến đây báo cáo dự án hay không Dần dà những câu hỏi về cô càng lúc càng nhiều Để khi anh vừa bước chân qua cổng công ty Trợ lý nhanh nói ra lịch trình của San Vì để hiểu rõ hơn về cô Huy cho người điều tra thân phận của cô cũng từ đây anh biết cô là một người độc lập mạnh mẽ đến thế nào. Những lúc không có việc gì, anh tạo ra cuộc gặp gỡ với cô, khiến cho cô cảm thấy ái ngại. Trợ lý Quang, hôm nay Nguyệt Tố Sang không đến à? Ngồi chờ cả buổi không thấy cô, Huy nhàm chán nhìn trợ lý hỏi. Vâng, hôm nay cô ấy không tới ạ? À? Đi thôi, cô ấy không đến, tôi tự mình tìm cô ấy vậy. Không muốn chờ đợi, Huy đứng bật dậy. Anh ta với tay cầm áo khoác rồi nhanh chân đi ra ngoài. Trợ lý có lẽ quen thuộc với chuyện này, cho nên cũng không cảm thấy bất ngờ cho lắm một bên khác kia sau khi để cho san đi rồi anh lại cảm thấy hối hận vô cùng mỗi khi ta làm trở về biệt thự anh thấy bóng dáng của cô ở đâu đó quanh quẩn trong nhà đến giờ phút này anh mới nhận ra bản thân yêu cô rất nhiều cho nên hình ảnh của cô như vậy xâm chiếm tiềm thức của anh chết tiệt có phải là mình sai rồi không nhỉ anh buồn bã trầm giọng nói giờ phút này đây anh nhớ san để quay cuồng tâm trí không thể chịu đựng thêm giây phút nào Anh đứng lên lấy chìa khóa xe đến tìm cô Xe vừa dừng cách đó không xa Thấy cô tự trên xe của Huy bước xuống Mà hành động anh ta dành cho cô Lại rất chi dịu dàng Điều này anh cảm thấy tức giận vô cùng Nhưng hiện tại anh lấy tư cách gì ghen tuông Chính anh tự tay đẩy cô ra khỏi thế giới của mình Anh không có tư cách tức giận ở đây Kiên nhíu mày Hai tay siết chặt vô lăng Hận bản thân mình vì đã để cô đi không thể tiếp tục nhìn hai người thân mật ở đó anh đành quay xe trở về nhà san nhìn thấy chiếc xe phía trước rất quen cô muốn nhìn vào trong đó xem người đó là ai nhưng trời quá tối cho nên cô không thấy được huy thấy cô thất thần anh lên tiếng hỏi cô san cô nhìn gì thế à không có gì ạ tôi nhìn lầm người quen cô lắc đầu đáp nhưng trong lòng không ngừng tự trách bản thân đã là lúc nào cô còn mong kiên đến tìm mình chứ trở về biệt thự Kiên đi vào phòng làm việc đóng sầm cửa lại. Hình ảnh của San và Huy ám ảnh anh không buông. "Kiên, mày đúng là điên rồi." Anh bất lực mắng chính bản thân mình. Anh nhắm mắt lại, nằm dài trên ghế sofa suy nghĩ, lại chợt nhớ đến những lời mà San nói hôm đó. Anh cảm thấy chuyện này hình như có ẩn tình. Nếu cô đúng thực như lời mà bà Hoa nói, một kẻ ham hư vinh bán con lấy tiền thì làm sao phải nhẫn nhục sống khổ cực như vậy? Không muốn suy đoán quá nhiều. Anh cầm điện thoại gọi cho Nhất Trì vào phòng làm việc Anh à, gọi em có chuyện gì thế? Mau điều tra nguyên nhân San tại sao đi đẻ thuê Còn có chuyện lên giường cùng đàn ông kia Cậu trả hết một lượt cho tôi Anh xoa chán trả lời cậu Bây giờ anh cảm thấy đau đầu Hình như nó bắt đầu từ khi San rời đi Được rồi, em điều tra ngay Nhất Trì mừng rỡ kêu lên Mỗi lần điều tra mọi thứ về San Lại cậu cảm thấy vô cùng hào hứng Sau vài giờ điều tra Nhất Trí mang được kết quả về Anh ta cực khổ lắm Để tìm hiểu được mọi chuyện Anh hai có vẻ như anh hiểu lầm cô ấy 5 năm trước mẹ cô ấy bệnh cần tiền phẫu thuật Mà ông hùng kia tán tận lương tâm Không chịu bỏ đồng nào cho mẹ con cô ấy Anh thử nghĩ đi Một cô gái khi đó 18 tuổi Làm sao trong vài ba ngày Có thể kiếm ra số tiền khủng chi trả viện phí cho mẹ cô ấy Nhất Trí chua xót nói Đến đây anh còn cảm thấy cô rất đáng thương Có chuyện lăn trên giường đàn ông Hoa nói tất cả do cô ta hãm hại, cho nên em thấy tố san là vô tội, cô ấy không đáng để bị mọi người khinh rẻ như thế. người ta thường hay nói không nên đánh giá một người khi bạn chưa từng trải qua hoàn cảnh người đó. cô ấy đáng thương hơn đáng trách anh ạ. À. anh hiểu rồi, cậu ra ngoài trước đi. kiên thấp giọng đáp, anh bây giờ muốn được ở một mình. lúc này anh mới cảm thấy bản thân ngu ngốc đến nhường nào. anh luôn nói muốn chăm sóc bảo vệ cho cô, vậy mà khi cô gặp chuyện đều là anh đưa tay mình đẩy cô xuống địa ngục. Trong lòng anh cảm giác tội lỗi dâng cao Thực sự quá sai khi làm việc theo cảm tính Anh không chờ đợi được đến sáng mai Anh muốn tìm cô để xin lỗi Hy vọng cô tha thứ cho anh Kia lái xe đến nhà cô hơn 12 giờ đêm Anh đứng trước cửa một lúc lâu rồi đôi tay nhấn chuông Sang đang ngồi gật gù trên bàn làm việc Thì bị tiếng chuông làm cho thức giấc Cô mệt mỏi rụi rụi mắt Vừa mở cửa ra Chưa kịp thấy người nhấn chuông là ai Cơ thể cô bị ai đó ôm chặt Cô giật mình tỉnh ngủ định đưa tay đẩy ra thì giọng nói quen thuộc vang lên san thực sự xin lỗi là anh sai rồi tha thứ cho anh được chứ anh ngu ngốc hiểu lầm em có thể cho anh cơ hội bù đắp được không kiên ôm chầm lấy cô giọng nói run run là do sợ cô từ chối cô ngẩn người sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đẩy mạnh anh ra chủ tịch vương anh quá lời rồi thực sự người cần xin lỗi về là tôi vì tôi giấu đi chuyện dơ bẩn của bản thân cho nên anh không cần phải xin lỗi tôi đã sớm quen với những lời nói như vậy san giờ phút này đóng chặt lòng mình cô không muốn chịu thêm bất cứ nỗi đau nào cô không còn tin tưởng bất cứ việc gì một lần vấp ngã đủ khiến cô mệt hiện tôi chỉ muốn yên ổn thôi san em không có lỗi để mất em đó là điều anh cảm thấy hối tiếc để anh được ở bên cạnh chăm sóc em chuyện quá khứ của em anh đã tra ra rồi đó đâu phải lỗi của em đâu anh điều tra qua chuyện đẻ thuê đúng là tôi làm vì mẹ nhưng sau tất cả do bản thân tôi tự nguyện Nếu anh muốn nói đến chuyện tôi qua đêm cùng đàn ông khác Đúng là tôi bị nguyệt nhã hoa hãm hại Những kết quả cuối cùng giống như cô ta nói Tôi vì tiền mà đẻ thuê Cũng là một người phụ nữ đê tiện Từng lăn trên giường của đàn ông Một người giống như tôi Chính là không thể cùng anh có kết quả tốt Anh là người có tiền tài địa vị Tôi thì căn bản là Cũng chỉ là người phụ nữ bình thường thôi Cô nghẹn giọng Chỉ mong anh hãy mau chóng rời khỏi đây San à, em... Đủ rồi chủ tịch à Hiện tại hơn 12 giờ đêm Tôi cần nghỉ ngơi để ngày mai còn đến công ty làm việc Phiền anh về cho Không chờ kiên nói thêm lời nào Cô trực tiếp đuổi anh đi rồi đóng sầm cửa lại Biết không thay đổi được suy nghĩ của cô lúc này Anh chỉ có thể ngậm ngùi ra về Nhưng điều đó không có nghĩa anh bỏ cuộc Chuyện đến nước này Chỉ có thể mang con trai ra làm cầu nối Bởi anh biết cậu bé là điểm yếu của cô Mà San giờ phút này không thấy thoải mái Cô ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gối bật khóc. Cô cảm thấy kiên xem mình như trò đùa, thích thì đến, không thích thì tàn nhẫn đuổi cô đi. Sáng sớm hôm sau, một người đàn ông trung niên đến tìm ông Hùng. Ông ấy muốn hỏi tung tích con gái mình. Nếu nhìn kỹ, ông ta chính là người ở trên chiếc xe mà suýt chút nữa tông trúng San hôm ấy. Người đàn ông tên gọi Lâm Trí Minh cũng chính là ông ngoại của San, là người mà mẹ cô từng nhắc tới. Trong khi ông ấy xuất hiện, ông Hùng tỏ ra sợ hãi. Ông ta không biết người này có phải đến đây tìm mình để trả thù cho con gái không Ông ông Lâm à, ông đến đây làm gì Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ông Hùng lên tiếng hỏi Không lẽ cậu nghĩ tôi đến đây hỏi thăm sức khỏe cậu à Nói đi, con gái tôi đang ở đâu Ông lão Minh nhíu mày hỏi Bao năm gặp lại ông ta, ông lão không ưa nổi gương mặt của ông Hùng Con gái ông liên quan gì đến tôi Năm năm trước tôi và cô ta sớm ly hôn rồi Chúng tôi không còn liên lạc Hiện tại tôi cũng đã có vợ mới Ông cũng thấy rồi đấy Ông Hùng sợ ông ấy biết chuyện Mình ngược đãi vợ con Cho nên liền chối leo lẻo Thằng khốn này Năm xưa mày nói những gì khi con bé đi cùng mày Bây giờ mày vì người phụ nữ kia bỏ rơi nó Mày xứng làm đàn ông không Ông lão Minh thực tức giận Ông không kìm chế được Túm lấy cổ áo ông Hùng mắng cho một trận Đó là chuyện năm xưa Bây giờ mọi thứ khác rồi Hay thế này đi Nếu ông đưa tôi khoản tiền lớn Tôi có thể giúp ông đi tìm cô ta Cuộc sống hiện tại của ông Hùng và bà Thụy rất khó khăn Cho nên ông ta muốn nhân cơ hội này Mọi ít tiền của ông Lão Minh Dù ông ta không biết mẹ của San hiện đang ở đâu Ông Minh lửa giận ngút trời Ông vung chân đá ông Hùng nằm lăn dưới đất Tuổi ta ông Lão dù cao Nhưng xương cốt vẫn khá dẻo dài Xử lý một người như ông Hùng cũng là chuyện dễ dàng thôi Ông Lão Lâm Chí Minh là ai? Ông không phải người dễ bị lợi dụng Càng không để cho ông Hùng có cơ hội ăn tiền của mình không thể trông chờ vào con người đê tiện này ông ấy chỉ có thể tự mình đi điều tra dù cho sẽ có chút khó khăn tao nói cho mày biết nếu như để cho tao biết được có gái tao xảy ra chuyện tao nhất định khiến mày chết không có chỗ chôn thân tao đây nói được làm được mày nên cầu nguyện cho con bé được bình an đi ông ta tức giận đe dọa ông hùng sau đó thì nhanh chân đi ra ngoài vì thực không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa mặt khác Huy càng lúc càng bám lấy San nhiều hơn. Sau một thời gian dài tiếp cận, anh quyết định thổ lộ tình cảm cho cô biết. Hôm nay anh hẹn cô đến nhà hàng sang trọng, dĩ nhiên để tạo bất ngờ, cho nên anh nói dối đến để bàn công việc. San không một chút nghi ngờ, vừa tan làm cô bắt xe đến nhà hàng như đã hẹn. Chỉ là đến nơi, cô cảm thấy không khí có chút lạ lạ. Nhà hàng hôm nay chẳng thấy bóng dáng vị khách nào. Cô đang tính gọi điện hỏi Huy xem có phải anh đưa nhầm địa chỉ cho cô không. Một nhân viên phục vụ đi đến kính cẩn mời cô Cô Nguyệt Tố San à Mời cô vào Huy Tổng đã đặt bàn trước rồi ạ Ngài ấy ngồi bên trong đợi cô Cô không nghi ngờ gì nữa Vậy là đến đúng địa điểm Cô cất điện thoại vào túi Rồi đi theo nữ phục vụ vào trong Dưới ánh đèn mờ ảo Cô cảm thấy hình như sai sai ở đây Chỗ này nào giống ăn uống bình thường Nó khác nào khung cảnh cầu hôn Hay tỏ tình lãng mạn Trong những bộ phim tình cảm cô từng xem qua Quả nhiên vừa tiến vào trong Cô thấy bàn ăn thịnh soạn đã được giữ sảnh lớn, bên trên bàn trang trí hoa tươi và nến. Đến lúc này, cô dường như hiểu Huy muốn làm gì. Thời gian qua, dĩ nhiên cô cảm nhận tình cảm đặc biệt anh dành cho mình, nhưng cô không nghĩ anh làm đến mức này. Huy Tổng à, anh anh muốn làm gì thế? Tùy vậy, cô vẫn giả vờ như không biết. Cô ngây ngô gựa cười hỏi anh. Em không nhìn ra, là muốn mời em đến ăn tối. Huy thản nhiên cười đáp. Tôi thấy hình như nó không giống bữa tối bình thường cho lắm. À, anh huy à nếu không hẹn tôi đến đây để nói chuyện công việc để tôi xin phép trước cô đến lúc này không thể giả vờ không biết được Một vội vàng vàng muốn rời khỏi nơi đây khoa đã huy nhanh chóng đi đến giữ lấy cô anh đã chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo không thể để nhân vật chính bỏ đi như vậy được anh anh muốn làm gì thế cô sợ hãi rút tay lại thôi được rồi nếu em muốn biết tôi nói luôn san à anh thích em đồng ý là bạn gái của anh chứ Huy không nói rông dài Trực tiếp tỏ tình với cô Về điểm này anh có phần nhỉnh hơn Kiên một chút Nhưng cô lúc này không còn hứng thú với tình yêu Sau một lần vấp ngã với Kiên Cô thực sự thấy sợ lắm rồi Trèo ca một lần ngã đau đến thế Cô không muốn trượt dài trên vết xe đổ Huy Tổng à Cảm ơn anh vì dành tình cảm cho tôi Nhưng tôi hiện tại không muốn yêu đương gì hết Cho nên xin thứ lỗi Tôi không thể nhận lời của anh được Sàn nhanh chóng lựa lời từ chối Nhưng Huy Tổng nếu anh không còn việc gì, tôi xin phép ạ." À. Cô nói xong thì bước ra ngoài, không muốn ở lại đây một chút nào, tất cả chỉ khiến quan hệ hai người tồi tệ thêm thôi. San kể từ hôm đó tìm cách tránh mặt Huy, hai người dần xa cách hơn chứ không còn giống như lúc trước. Mặc dù bị từ chối, nhưng Huy không hề thấy buồn, anh ngược lại cảm thấy cô rất có cá tính và muốn theo đuổi cô cho bằng được. Những ngày tiếp theo, anh đặt hoa tươi, những món quà có giá trị gửi đến công ty cho cô khiến cô một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người mỗi ngày là một loại hoa và ý nghĩa khác nhau nhưng đều muốn nói rằng tình yêu anh dành cho cô là chân thành san cô gặp được người chân ái rồi đúng không nếu như có người tặng hoa cho tôi như thế à tôi nhịn không được nhảy vào lòng anh ta mất đúng đấy xem ra người này rất quan tâm cô bữa nào cho chúng tôi gặp mặt một lần đi chứ những người trong công ty ghen tị với cô chỉ có cô là cảm thấy nhàm chán ngay sau đó, San gom hết quà tặng, cô mang đến công ty trả lại cho Huy. thẳng thắn từ chối anh thêm lần nữa. Anh Huy à, mong anh sau này đừng làm những chuyện như vậy. Tôi không đồng ý làm bạn gái của anh. Tại sao? Em cho tôi một lý do đi. Nếu như thấy hợp lý, tôi không làm phiền em nữa. Huy hai tay chống cằm nhìn cô. Cô thở dài vì muốn triệt để giải quyết chuyện này, cho nên cô không giấu giếm nói ra hết quá khứ của mình. Vậy được rồi, tôi nói cho anh nghe. Huy tổng à. Anh đồng ý cưới một người phụ nữ từng để thuê làm vợ không?" Gương mặt Huy có chút kinh ngạc, anh ngơ ngác nhìn cô không thể trả lời câu hỏi này. Nhìn thấy gương mặt đầy bất ngờ của Huy, San không còn thấy lạ lùng gì nữa, bởi cô quá quen thuộc với điều này, đối với cô, như vậy là một điều tốt, cô không muốn để cho ai khác ôm ấp hy vọng tình yêu với mình. Ngay cả bản thân cô cũng tự mình đặt giới hạn, không bao giờ ở quá gần người khác giới, như vậy là cách tốt nhất. Tôi nói như thế anh hiểu chứ Tôi chính là người phụ nữ như vậy Hy vọng là anh có một lựa chọn đúng Để thuê bà con lấy tiền Đó chính là quá khứ của tôi Cô nghiêm túc nhìn anh ta nói thêm Huy lúc đầu nghe cô nói hơi bất ngờ Nhưng ngay sau đó Anh anh chóng lấy lại bình tĩnh Nếu như đó là quá khứ của em Vậy lý do này không thuyết phục Tôi không quan trọng quá khứ của em thế nào Tôi chỉ biết hiện tại người tôi thích mà thôi Vì vậy tôi vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi em Anh kiên định đáp vì anh tin cô không phải hạng người như vậy Nếu là lúc trước San sớm vì những lời nói thế này Làm cho cảm động Nhưng bây giờ cô không phải San của ngày xưa Cô nhìn anh bật cười Bởi những lời này lúc trước Kiên không phải nói với cô dữ Nhưng kết cục thì thế nào đây Huy Tổng à Sẽ có một ngày anh cảm thấy hối hận Vì những lời này Anh đã cố chấp như vậy Tôi không còn gì để nói thêm nữa Chào anh Cô giờ phút này cũng mệt mỏi cô mặc kệ anh muốn làm gì thì làm chỉ cần cô không để tâm là được phải vậy chứ người tôi gian sẽ có một ngày em chấp nhận tình cảm của anh huy mỉm cười đầy thích thú anh nói với theo trước khi cô rời đi sau ngày làm việc mệt mỏi gian trở về nhà với túi đồ ăn mới mua từ siêu thị lần này cô nhìn thấy nghiêm ngồi trước cửa cậu nhóc có vẻ chờ khá lâu rồi bà bố à không phải mẹ nói là không được ra ngoài một mình ư cô có phần không vui đi lên phía trước hỏi cậu nhóc mẹ xinh đẹp lần này ba cho con đến đây con không phải trốn nhà đi đâu nghiêm thấy cô thì cười rất tươi cậu nhóc không thấy sợ khi cô giận mà lại cảm thấy rất được quan tâm nghe đến đây san hiểu ra đây có lẽ là kế hoạch muốn làm hòa của kiên nhưng lần này có thế nào cô cũng sẽ giữ vững lập trường của mình mặc dù cô không muốn có bất cứ quan hệ nào với kiên nhưng cô cũng không thể bỏ mặc bảo bối cậu bé luôn khiến cho cô cảm thấy mủi lòng mà con bận hết rồi đấy để mẹ tắm cho nào Nhìn thấy mặt mày cậu nhóc lấm lem Cô đưa cậu bé vào trong tắm rửa Trong lúc tắm Sang cảm thấy cơ thể thằng bé xanh xao Làn da tái nhợt chứ không hồng hào như lúc cô mới gặp Giờ này con có thấy mệt không Hay có chỗ nào đau không Nếu có nhớ nói với ba nhé Không được chịu đựng một mình đâu đấy Mẹ mấy ngày nay con không có ăn cơm nhiều Con hơi chóng mặt một chút Con muốn ăn cơm mẹ nấu Vì thức ăn của mẹ ngon nhất Thằng bé nó ôm chầm lấy cô nói Cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ướt đẫm của cậu bé Đứa bé này lúc nào cũng khiến cô cảm thấy thương yêu Cô thực muốn chăm sóc cho cậu Hy vọng cậu là con ruột của mình Cô hôn lên má cậu bé Được rồi, mẹ sẽ làm món sữa xào chua ngọt con thích Tắm rửa xong Cô làm cho cậu bé bữa cơm thật ngon Trên bàn đều là những món cậu bé thích nhất Nghiêm nhanh chóng ăn hết bát cơm đầy Còn không ngừng tấm tắc khen ngợi đồ ăn ngon Lúc này chuông cửa kêu lên Cô tưởng kiên đến đón bé Nhưng thì ra là Huy Huy Tổng à, anh đến đây làm gì? Cô ngạc nhiên hỏi. Mấy ngày nay thì em ăn uống không đủ chất, tôi mang đến nhiều món dinh dưỡng cho em. Anh mỉm cười rồi những túi thức ăn tới trước mặt cô. Cảm ơn anh, nhưng mà tôi ăn rồi ạ, anh mang về đi tôi không dùng đâu. Sao có thể thế? Đồ ăn đã mang tới, em chẳng nhẽ không thể mời tôi vào nhà ăn cùng ư? Huy mặt giải đáp, anh không cần mặt mũi mà tự tiện xông vào nhà cô. Huy, Huy Tổng à? Cô không thể cản được người đàn ông vô liêm sỉ này, đành bất lực kêu lên. Mẹ ơi, người này là ai thế? Nghiêm đang ngồi ăn cơm trên bàn Nhìn thấy anh ta, cậu nhóc lên tiếng hỏi Chào con, chú là chú Huy Là người theo đuổi cô ấy Hy vọng chúng ta có thể hòa hợp Mong là con thích chú Không đợi San nói Huy đi đến tự giới thiệu bản thân mình Anh nghĩ đây là đứa con cô nói Và muốn lấy lòng cậu bé Con đang ăn cơm đấy à? Chú mua rất nhiều thức ăn, có muốn thử không nào? Anh ta sau đó lấy ra hộp thức ăn bày trước mặt cậu Không, đồ ăn của mẹ là ngon nhất Nghiêm không cho anh ta chút mặt mũi Cậu nhóc nhảy xuống ghế đến ôm lấy chân của San Người vào rồi Cô không thể đuổi anh đi được Cho nên chỉ đành để anh ở lại cùng ăn cơm Cô mỉm cười gửi gạo đáp Thế Tổng à nếu anh nói vậy thì cười lại ăn cơm Chỉ có sắc mặt của Nghiêm đen lại Cậu nhóc cảm thấy lo lắng Về sự xuất hiện của Huy Lại nói khi nhìn thấy San cười nói vui vẻ Với anh ta Trong lòng cậu có cảm giác bất an Cậu thấy hình như ba gặp đối thủ rồi Lần này không ra trận chắc thua mất trong lúc Huy và San đang cho thức ăn ra đĩa Cậu nhóc nén trốn vào góc gọi điện cho Kiên Ba, nếu ba không tới Mẹ xinh đẹp bị người ta cướp mất đấy Với bản tính nói thêm nói bớt của cậu nhóc Kiên đứng ngồi không yên Anh vứt hết công việc sang một bên Nhanh chóng lái xe đến nhà San 10 phút sau có mặt trước cửa nhà cô Anh đưa tay nhấn chuông cửa San vừa thấy anh đến Cô chỉ muốn nhanh chóng đóng cửa lại Nhưng vì nghiêm ở đây Cho nên cô không muốn cậu bé phải buồn Cô thấp giọng Vào đi Ừ cảm ơn em Kiên vừa xuất hiện Không khí trong nhà trở nên ngột ngạt hơn Ngồi trên bàn ăn đủ khiến cho San cảm thấy lạnh sống lưng Anh và Huy nhìn nhau bằng đôi mắt mang hình viên đạn Mặc dù chẳng ai nói chuyện với ai Nhưng xung quanh có thể ngửi thấy mùi thuốc súng nồng đậm Giới thiệu với anh Đây là anh Huy Tổng giám đốc của Luxury Còn người này là Vương Kiên Chủ tịch tập đoàn Vương Thị Nghiêm là con trai của anh ấy San lên tiếng giới thiệu nhưng hai người họ dường như chẳng muốn làm quen nhau Cô mà kệ Cô chỉ muốn bọn họ nhanh chóng ăn xong rồi đi về Chứ cô cảm thấy mệt mỏi lắm rồi Cả bữa ăn cô chỉ chăm chút cho cậu bé Hai người họ thì xem cô như chẳng tồn tại Nhưng điều đáng nói Sau bữa ăn họ không có ý định đi về Cứ ngồi lì ra đó trên sofa Kiên là người lên tiếng Huy Tổng à Việc một người lãnh đạo đến nhà của nhân viên nữ vào ban đêm Đúng là không phải đâu Hy vọng lần sau anh chú ý Vậy ư, tôi chưa từng xem cô ấy là nhân viên của mình Cô ấy cũng thực sự không phải nhân viên của tôi Tôi hiện tại đang theo đuổi cô ấy Chuyện này cũng là bình thường thôi mà Huy cũng không phải dạng vừa Anh nhanh chóng bật lại Hai người bắt đầu lời qua tiếng lại Không ai chịu nhường ai Sang cảm giác đau đầu quá Không thể chịu nổi Cô lên tiếng đuổi hai người Chủ tịch Kiên Huy Tổng à Bây giờ tôi cần nghỉ ngơi Phiền hai người về cho ạ Bị chủ nhà đuổi Hai người họ cũng không thể mặt dài ở lại Kiên nói lời tạm biệt Rồi miễn cưỡng ôm nghiêm đi Mẹ, lần sau con lại đến ạ à? Cậu nhóc trước khi đi vẫy vẫy tay với cô Ừ, um, chúc ngủ ngon Huy dù không muốn Nhưng trông thấy ánh mắt ghét bỏ của San Anh cũng ngậm ngùi ra về Trở về biệt thự vương ra Kiên đưa nghiêm về phòng ngủ Lúc này mới lên tiếng hỏi cậu bé Bà bố này, có muốn mẹ xinh đẹp Trở thành mẹ chính thức của con chứ Dĩ nhiên con muốn Cậu nhóc cả đầu lia lịa như gà mổ thóc Đây luôn là ước mơ của cậu cơ mà Được rồi, nếu vậy con phải bảo vệ mẹ thật kỹ Nếu không gã người xấu kia cướp mất mẹ của con đấy Anh gật đầu hài lòng Rồi vuốt ve đầu con trai dặn dò Con sẽ không để mẹ xinh đẹp bị cướp đi đâu Cậu bé nhanh chóng đồng ý Không nghĩ ngợi nhiều Trong lòng của Nghiêm Người duy nhất xứng đáng bên cạnh San Chỉ có ba mình thôi Bắt đầu từ đây Kiên thường xuyên cho cậu bé đến tìm San để chơi cùng Mục đích ngăn cản Huy và cô ở cùng nhau nếu như những ngày cuối tuần không phải đến trường Cậu bé đến nhà cô từ sớm Lèo đẽo theo cô không rời bước Không chỉ như thế Nghiêm thường xuyên phá hoại những buổi hẹn của San và Huy Mỗi khi anh cố ý định mời cô đi ăn Cậu nhóc giống như cái đuôi nhỏ bám lấy cô Có làm thế nào cũng không dứt ra được Mà khi cậu bé lấy ly so mệt Khi thì nói là không muốn ăn thức ăn bên ngoài San phần vì thương cậu bé Phần vì cô không muốn quá thân thiết với anh ta Cho nên cô tự chối khéo Cái thằng nhóc đáng ghét này thực muốn đánh cho vài cái cho hả dạ còn nít đúng là khó ưa một vài ngày huy còn kiên nhẫn không muốn chấp nhận với trẻ con nhưng ngày nào cũng vậy anh cảm thấy bực bội chỉ muốn đóng gói cậu bé gửi về cho cha nó huy đang khổ cực theo đuổi san nhưng cứ bị cậu nhóc làm phiền mãi có là người nhẫn nại đến mấy cũng không chịu được điều anh ta mong muốn lúc này cậu nhóc đừng làm phiền mình và san nữa ngày hôm đó huy đưa san từ công ty về nhà anh nhìn thấy nghiêm đang ngồi bên ngoài chờ cô. Lúc này, một ý nghĩ xấu xa lóe lên. Thay vì đưa cô về, anh làm một hành động tàn nhẫn khác. Mà San đang mải chăm chú nhìn tài liệu trên tay, cho nên cô không hề biết nghiêm đang ngồi ngoài đợi mình. Huy trông tới điện thoại cô để gần mình, anh lén cầm nó rồi tắt máy đi. Sau đó nhanh chóng quay đầu lại, trước khi San kịp ngẩng đầu nhìn lên. Huy tổng sai quay đầu xe, phía trước là nhà tôi mà. Cô thấy vậy thắc mắc hỏi anh. Tài liệu công ty tôi quên lưu lại. Cho nên tôi quay về xử lý chút Nếu em không ngại đi cùng tôi Cũng có vài vấn đề tôi muốn hỏi em đấy Thế à Cô gật đầu không chút nghi ngờ mà đồng ý Sau đó ngồi xem dự án mà không ý kiến gì Nghiêm cứ thế đứng ở bên ngoài chờ cô Lúc này bầu trời đổ mưa Cơn mưa bắt đầu lớn dần và nặng hạt Gió to và sấm chớp làm cho cậu bé thấy sợ Chờ mãi không thấy san về Cậu nhóc lấy điện thoại gọi cho cô Gọi mãi cũng không liên lạc được Vì điện thoại của cô đã bị huy tắt nguồn Cậu nhóc ngây thơ cứ thế đứng đó Không ý định về nhà Mẹ ơi con thấy lạnh quá Khi San quay về là 3 tiếng sau Lúc cô bước vào nhà Thấy nghiêm ngồi co do trước cửa Cả người bị tạt mưa ướt sũng Cơ thể run cầm cập Thôi chết rồi Con làm sao thế này Cô nghe mẹ nói không Sao lại để ướt thế này chứ hả Cô bật khóc Cô nhanh chóng ôm cậu bé vào nhà Lấy nước ấm lau mình cho cậu Nhưng tình hình thằng bé càng lúc càng tệ hơn Cơ thể con không ngừng run rẩy đến lợi hại hô hấp cũng trở nên khó khăn Bà bối ơi, đừng làm mẹ sợ Sàn hốc mắt đỏ ngầu Cô cố gắng gọi, nhưng cậu nhóc không hề nghe thấy Huy Tổng à, phiền anh giúp tôi đưa thằng bé tới bệnh viện với Cô sợ cậu bé xảy ra chuyện gì, San liền nhờ bảo Huy Thôi được rồi, mau lên xe đi Ngồi trên xe, Huy nhìn nghiêm nằm thoi thóp trong lòng của Sàn Anh cảm thấy mình có chút tàn nhẫn Nhìn rất nhanh sau đó, anh có suy nghĩ khác Anh cho rằng cậu bé thế này sẽ ăn ổn được vài ngày như vậy không ai dám làm phiền anh và cô nữa. Và đến bệnh viện, cậu bé nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Cô lúc này lo lắng đứng ngồi không yên, Huy bên cạnh an ủi cô, "Đừng lo lắng, bác sĩ sẽ chăm sóc cho cậu bé." "Bé nghiêm là vì tôi mới bị vậy. Nếu thằng bé có chuyện gì, tôi không tha thứ cho mình." Điều anh ta có lẽ không ngờ đến chính là nghiêm không phải chỉ bị cảm lạnh thông thường, mà nặng hơn chính là viêm phổi chính vì vậy, San túc trực bên cậu bé không rời, chẳng có thời gian mà nghĩ đến anh ta. Huy không ngờ nước đi này của mình sai rồi. Kiên và Nhất Trì khi ai tin cũng gấp rút chạy vào bệnh viện, nhìn cậu bé nằm trên giường bệnh, hai anh em cảm thấy đau lòng. Xin lỗi, nếu tôi về sớm hơn chút, bà bố đã không bị như vậy. Cô cảm thấy đó là lỗi của mình, cho nên thấp giọng lên tiếng. Kiên lắc đầu nói, không trách em được, lại không trông chừng thằng bé cẩn thận. Suy cho cùng. Anh vì muốn cứu vãn mối quan hệ của mình và San Bất chấp tất cả mang nghiêm ra làm cầu nối Tất cả là anh không tốt Không làm tròn trách nhiệm của người cha Hai ngày sau đấy Kiên và Nhất Trì thay phiên nhau Phụ cô chăm sóc bảo bối nhỏ Thấy cô hai ngày không ngủ Anh khuyên cô đi nghỉ ngơi Ngủ chút đi San Em thức hai đêm rồi đấy Nếu như thế này nữa sức khỏe không tốt đâu Không tôi muốn ở đây canh chừng thằng bé Thằng bé tỉnh lại không thấy tôi nó rất buồn Cô nhất quyết không chịu cứ ngồi bên giường bệnh không rời kiên đành bất lực vì tiện trông chừng con trai anh bảo nhất trì mang công việc đến bệnh viện cho mình xử lý căn phòng bệnh phút chốc như trở thành ngôi nhà nhỏ của ba người ngập tràn tình yêu và ấm áp đến ngày thứ ba nghiêm từ từ tỉnh lại cậu nhóc nhìn thấy san và kiên bên cạnh trong lòng mừng lắm nhóc thều thào gọi mẹ mẹ xinh đẹp ừ bà bố nhỏ con tỉnh rồi à mẹ đây con đừng sợ Mẹ ơi, thật mừng vì mẹ về rồi Nghiêm xà vào lòng cô nũng nịu Cậu nhóc rất vui vì có mẹ ở bên Bảo bối ơi, lần sau không được như thế Nhìn thấy mưa phải biết tìm chỗ chú chứ Có làm mọi người lo lắng lắm đấy Lần sau con không để mẹ lo nữa đâu Mẹ, mẹ ở đây đến khi con khỏi bệnh được chưa ạ à? Con chỉ muốn được ba được mẹ chăm sóc Ngoài ra con không cần ai Cậu nhóc đưa đôi mắt đáng thương hỏi cô Cậu cố tỏ ra mình rất mệt mỏi Thôi được rồi, mẹ lại chăm sóc con san bị dáng vẻ của cậu làm cho mềm lòng cô mỉm cười đồng ý nhưng có vẻ ba ngày thức trắng làm cô kiệt sức sau khi cho nghiêm uống thuốc cô đổ gục bên giường bệnh kia nhìn cô thở dài anh gấp máy tính để sang một bên rồi đứng lên đi đến chỗ hai người anh cẩn thận đắp chăn cho nghiêm rồi nhẹ nhàng bế san nằm lên sofa nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô anh đau lòng anh không biết tại sao một người bé nhỏ như cô có thể kiên cường như vậy ngủ ngon nhé anh đến gần khẽ lên tiếng rồi hôn nhẹ lên trán cô ba người làm gì mẹ xinh đẹp thế nhưng lần này anh bị con trai bắt gặp cậu nhóc liếc nhìn anh lên tiếng để cho mẹ của con ngủ chút đi anh vội ra hiệu cho cậu nhóc nhỏ tiếng rồi đứng lên giải thích ba chỉ đang muốn bồi đắp tình cảm với mẹ xinh đẹp của con như vậy chúng ta mau chóng về chung một nhà con cũng không cần vất vả đi tìm mẹ nữa là thế ạ nghiêm gật gù tin tưởng Cậu nhóc thấy cha nói rất có lý Mấy ngày tiếp theo San luôn ở bệnh viện với cậu bé Mà Kiên lúc này cũng tranh thủ lấy lòng cô Chỉ có nhất Trì là đáng thương Anh ở công ty làm việc quần cuột Rất đầu mẻ chán Tất cả chỉ vì để anh trai có thời gian đi tán gái thôi Anh hai đáng ghét thật Lần này không cho em nghỉ phép xà stress Em kiện anh lên tòa vì tội bóc lột sức lao động Nhất Trì đúng là khóc không ra nước mắt Sau đó San canh tiểu nghiêm đang ngủ trưa Cô lén về nhà lấy chút đồ cũng như gặp Huy để lấy tài liệu dự án. Mấy ngày nay anh ta không gặp được cô bởi vì cô bận chăm sóc cho bảo bối. Anh ta trên mặt chỉ có buồn phiền, thực là mấy ngày nay muốn gặp em khó hơn cả lên trời. Tài liệu em cần đây, tôi vất vả lắm mới xử lý xong đấy. Cảm ơn anh, phiền anh nhiều rồi ạ. Không có gì đâu. Nếu như muốn cảm ơn ấy, cuối tuần này mời tôi đi ăn cơm, tôi rất sẵn lòng. Lúc này sắc mặt Huy thay đổi, anh gợi ý cho cô cách để cảm ơn. Dạ vâng, vậy khi nào tôi có thời gian tôi sẽ mời anh Cô biết mình bị gái vô thế bí Chỉ có thể đồng ý Không phải cô tiếc rẻ một bữa ăn cơm Nhưng ở cùng Huy cô cô chút không thoải mái Nếu không phải vì công việc Cô chỉ muốn tránh anh xa một chút thôi Sau khi đưa tài liệu cho cô xong Anh vội về công ty vì có việc bận phải xử lý Xa lúc này mới vào nhà lấy đồ cần thiết Lúc trở ra vô tình gặp được người hàng xóm bên cạnh Cô về rồi đấy à Mấy nay không thấy cô ở nhà Cứ tưởng là cô đi công tác cơ Người hàng xóm vui vẻ hỏi thăm cô Thấy San trở về Người hàng xóm đi đến bắt chuyện Bái kể lại cho cô nghe câu chuyện hôm trước Cậu bé hôm trước đến tìm cô ấy Bây giờ thế nào rồi Có phải là hôm đó mắc mưa đến đổ bệnh không San bất ngờ Ơ ờ, sao bác biết ạ Cậu nhóc ngày nào cũng đến tìm cô Dĩ nhiên tôi biết chứ Hôm đó tôi muốn cho cậu nhóc vào nhà Nhưng mà Cậu nhóc nhất quyết không chịu Hóa ra ngày hôm đó Bà ấy nhìn thấy bên ngoài trời đổ mưa Cho nên cho cậu nhóc vào nhà chú Nhưng cậu nhóc kiên quyết từ chối Vì có chút chuyện cần ra ngoài gấp Cho nên bà ấy không thể quản được chuyện của nghiêm Bà ấy thở dài Tôi có gọi cho cô nhiều lần Nhưng gọi mãi không được Chỉ có thể đưa cho cậu nhóc kéo mưa Để cậu ấy tự về Nhưng đứa trẻ cứ lầm lì không nói Nói thế nào cũng vô ích ấy. Là vậy ạ à? Sàn có chút đau lòng Cô không ngờ bé nghiêm lại thế vì bận công việc tôi đi ra ngoài gấp cho nên cũng đành chịu thôi nhưng lúc lái xe ra ngoài tôi thấy cô ngồi trên xe như gọi thế nào cũng không nghe thấy có chuyện như vậy nữa à cảm ơn bác cho con biết ạ à? san trong lòng ngập tràn suy nghĩ hôm đó quả là cô chăm chú hồ sơ quá mức không để ý những chuyện xung quanh nhưng không lẽ huy cũng không thấy à cảm giác có gì không đúng ở đây bởi với tầm nhìn như vậy anh ấy dễ dàng thấy cô bé ngồi ngoài hiên đang trong vòng suy nghĩ sâu xa điện thoại cô reo lên là bé nghiêm gọi Xem ra cậu nhóc đã thức giấc Bảo bối à Mẹ ra ngoài chút Lát nữa mẹ quay về ngay Cô bắt máy Đầu tiên chính là đuổi cậu nhóc Cô biết cậu bé khẳng định lo lắng cho mình Mẹ xinh đẹp Con đau quá Mẹ ở đâu Mẹ quay về bây giờ được chưa ạ à? Ở bên kia Bé nghiêm giọng yếu ớt trả lời Có thể thấy cậu bé đang rất khó chịu Bảo bối con sao thế Ba đâu Không ở bên cạnh con à Con đưa điện thoại cho ba đi Mẹ muốn nói chuyện với ba con trong lòng cô đột nhiên cảm thấy bất an lo sợ kêu lên mẹ ba đang nói chuyện với bác sĩ cậu muốn gặp mẹ thôi được rồi chờ mẹ chút mẹ quay lại nhé cô nói rồi vội vàng tắt máy đi ra ngoài bắt xe quãng đường từ nhà đến bệnh viện khá gần nhưng ngay lúc này cô thấy nó xa xôi đến lạ cô thử liên lạc với kiên nhưng không có ai nghe máy cả anh đang ở đâu chứ bắt máy đi nào ở bệnh viện kiên đang nói chuyện với bác sĩ theo chẩn đoán cậu nhóc mắc bệnh thiếu máu nghiêm trọng đó là lý do cậu nhóc cảm thấy chóng mặt và cơ thể xanh xao. Hiện tại cần truyền máu gấp cho cậu bé. Nếu cần thiết phải cấy ghép tủy bởi cơ thể cậu bé không sản xuất đủ hồng cầu. Chủ tịch Vương, hiện tại cậu nhóc cần truyền nhóm máu O. Nhưng kho máu của bệnh viện bây giờ tạm thời không có loại máu này. Cho nên cần người nhà hỗ trợ bệnh viện. Nhóm máu O anh lo lắng, bởi vì dù anh là cha đứa bé, nhưng máu anh là máu A, căn bản không truyền được cho cậu. Người có nhóm máu O chỉ có thể nhận được nhóm máu O thôi. Tôi sẽ hiến máu cho bé, lấy máu của tôi đi, tôi thuộc nhóm máu O. Lúc này bên ngoài San mở cửa bước vào, cô nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ, tình nguyện hiến máu của mình dù sức khỏe của cô không tốt. "Vậy tốt quá rồi, cô San à, tình hình bây giờ khá nghiêm trọng, mời cô đi cùng chúng tôi xét nghiệm máu trước đã." "Em cùng nhóm máu với nghiêm à?" Kiên bất ngờ hỏi, cảm thấy chuyện này vô cùng trùng hợp, đầu tiên chính là con trai anh, thằng bé lần đầu gặp đã thích San, hai người có nhiều nét tương đồng, bây giờ đến nhóm máu cũng giống nhau không lẽ sự thật đúng như lời lập ân nói em thực là cô gái 5 năm trước là mẹ thằng bé ư anh sâu chuỗi những điều trùng hợp trước đây trong lòng hình như cũng đã có kết luận không thể đoán già đoán non thêm nữa anh nhanh chóng đi tìm vị bác sĩ lúc nãy bảo với ông ấy xét nghiệm huyết thống cho san và nghiêm tiền bạc không thành vấn đề tôi muốn có kết quả sớm nhất và đừng để chuyện này cho ai biết có kết quả hãy đưa đến cho tôi ngay được rồi tôi làm theo lời anh Vị bác sĩ gật đầu nói, ông ấy lập tức lấy mẫu máu của hai mẹ con mang đến phòng xét nghiệm. "Nếu như em là mẹ của Nghiêm thì tốt quá rồi." Kiên thở dài, "Anh hy vọng người đó chính là cô." Sau khi truyền máu cho Nghiêm xong, cậu bé ổn hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn cần phải theo dõi, bởi vì nếu như tình trạng diễn biến xấu đi, cách tốt nhất đó là cấy ghép tủy. Nhìn Nghiêm yếu ớt trên giường bệnh, San cảm thấy vô cùng đau lòng, cứ như tim cô bị ai giằng xé. Vừa bị rút máu xong Cô không muốn nghỉ ngơi Vừa vội vàng vàng chạy đến bên cạnh cậu nhóc Không thấy được con trai Cô sẽ không an tâm Bà bối à cha con khó chịu lắm Mẹ xin lỗi Đáng ra mẹ nên bên cạnh con Nên báo cho ba con biết Khi nhìn thấy con xanh xao như thế Là lỗi của mẹ Là do mẹ vô tâm Cô nắm tay cậu nhóc Áp lên mặt mình nói khẽ Cô luôn cảm thấy bản thân mình không tốt Cho nên để những người bên cạnh Phải chịu đau đớn như vậy Lúc này bên ngoài bệnh viện Ông bà Vương đến nơi Hôm trước nghe tin cháu trai bệnh nhập viện Ông bà ở nước ngoài cho nên không về ngay được Máy bay vừa hạ cánh Bọn họ lên xe đến đây ngay Họ nhìn thấy Sa đang ngồi bên cạnh cháu trai Thì không hài lòng Bọn họ cảm thấy một người quá khứ bẩn thỉu như cô Thực không xứng ở gần con cháu họ Chưa kể bọn họ biết lý do cậu nhóc bị bệnh Là đến tìm cô nên mắc mưa Cô làm gì ở đây thế Bà Thi lửa giận bốc lên Cô cút khỏi đây cho tôi ngay cái loại người như cô làm gì có tư cách mà ở đây bà bước đến chỗ của san hồng hàng kéo tay cô lên bác gái à xin bác cho con ở lại chăm sóc nghiêm khi nào cậu bé hồi phục con nhất định sẽ đi ngay san lập tức cầu xin bà ấy cô lo nếu cậu nhóc tỉnh lại không thấy cô nhất định sẽ đau lòng ai là bác gái của cô gọi tôi là vương phu nhân người giống như cô chỉ là sâu bọ không xứng đáng gọi tôi là bác gái bà thi không hề cố ý định để cô ở lại Bà thô bạo hất văng cô xuống sàn Sàn dù đau đớn Nhưng mím chặt môi không dám nói một lời Bởi bà nói đúng So với phu nhân cao quý như bà Cô chỉ là một người thấp kém thôi Cô đi đi, đừng có ở đây nữa Cháu trai tôi bị cô làm phiền mất Nó cần phải nghỉ ngơi Ông Đạt nhìn cô cũng không vừa mắt Ông ấy lên tiếng nói Kiên không có đây, nghiêm chưa tỉnh lại Nơi này cô chẳng có ai hoan nghênh Cô khó nhọc đứng dậy Cô không muốn để hai người bọn họ phải tức giận Cho nên đành ra về Xin phép vương lão gia, vương phu nhân Tôi đi trước ạ Cô cúi đầu chào hai người họ trước khi đi Đáp lại cô cái hử lạnh của bà Thi Còn ông Đạt không quan tâm lời cô nói Chỉ có cô xem trọng họ Bọn họ xem cô khác nào người vô hình Cô mắt có hơi đỏ nhưng không khóc Bởi vì cô không muốn khóc trước mặt con trai Cô xoay người lại Rồi lủi thủi bước đi San bị lấy đi lượng máu lớn Với cơ thể yếu ớt của mình Dù cố gắng cũng không trụ được lâu Vừa ra khỏi bệnh viện trước mắt cô đột nhiên tối sầm vô thức ngã xuống san à san em sao thế san trả lời đi một lần nữa huy xuất hiện ngay lúc cô cần nhất anh đưa tay ôm lấy cơ thể mỏng manh của cô rốt cuộc em sao thế này sao mỗi lần tôi gặp em em đều ngất xỉu như thế huy đưa cô vào bệnh viện cấp cứu lần này anh ở ngoài lo lắng không yên nhưng rất nhanh bác sĩ đi ra thông báo họ nói cô mất nhiều máu cho nên kết quả kiệt quệ sức khỏe chịu khó ăn uống bồi bổ sẽ ổn thôi huy khó hiểu Mất máu sao lại mất máu Nữ y tá nhìn anh ta trả lời Lúc nãy cô hiến máu cho bệnh nhi 5 tuổi Đó là lý do ạ Hiến máu cho bệnh nhi á Đừng nói với tôi tên nhóc vương nghiêm đó À đúng cô bé đó ạ Khốn kiếp thật Sao không bảo thằng cha nó hiến Anh tức giận đập tay vào tường hét lớn San sau một giờ ngất xỉu thì tỉnh lại Cô ngơ ngác nhìn quanh Thấy Huy gương mặt hầm hầm nhìn mình trong anh ta có vẻ rất tức giận Cái đó huy tổng à anh giúp tôi lần nữa à ngại quá lúc nào tôi cũng làm phiền đến anh cô dường như hiểu tình trạng của mình cô gửi cười nhìn anh ta nói thật sắc cô nhợt nhạt cứ như trong cơ thể không có chút máu nào nhìn cô làm cho người ta thấy thương cảm nhưng cô gửi cười làm người ta không phải lo lắng cho mình ngược lại khiến cho huy cảm thấy không chịu được san có phải em điên hay không thế cơ thể không khỏe thì thôi đi thế mà còn không biết tự quý trọng mình em có nghĩ cho bản thân mình không đấy nếu hôm nay tôi không kịp xuất hiện Lỡ em xảy ra chuyện gì thì phải làm sao Cái thằng nhóc đó Dù sao không cùng huyết thống với em Tại sao không cần tính mạng của mình mà hiến máu cho nó Nhà họ vương giàu có như vậy Máu o không phải loại máu hiếm Bọn họ sớm muộn cũng tìm được người hiến máu Đâu cần em phải làm những điều đó Sau khi em giúp thằng bé thì sao Họ nhớ đến em à Huy tức giận mắng cô một trận Anh không ngờ cô có lúc ngốc như vậy Hiện tại anh cũng biết Cô từng sinh con qua lời bác sĩ Cho nên cơ thể mới ôm yếu thế này nhưng anh ta không quan tâm điều đó Anh ta chỉ cần biết Bản thân mình bây giờ thực sự thích cô mất rồi Cho nên đau lòng khi thấy cô tự hành hạ bản thân Điều làm anh ta cảm thấy đau lòng hơn Chính là lời nói vô cảm của hai vợ chồng họ Vương Lúc nãy anh đến xem tình hình cậu bé Ngay thấy cuộc nói chuyện vô tâm của hai người họ Sàn lặng lẽ rơi nước mắt Cô dĩ nhiên biết những lời Huy nói là đúng Nhưng khi nhìn thấy nghiêm gặp nguy hiểm Cô chỉ muốn nhanh chóng giúp cậu bé có thể thấy tốt hơn Lúc đó tôi không nghĩ nhiều vậy Tôi chỉ biết mình cần phải cứu con mình Huy Tổng tôi tự nói với anh Mình đã sinh con thuê Đứa trẻ của tôi từ khi sinh ra bị bắt đi Cho nên tôi khao khát gặp con một lần bù đắp thương tổn cho con Trong lúc tôi cảm thấy cô đơn nhất Là bé nghiêm bước vào cuộc sống của tôi Thằng bé không những không chê ba tôi Ngược lại gọi tôi là mẹ Tôi đối xử tốt với thằng bé Là do tôi cảm thấy có lỗi với đứa con mình đẻ ra Tôi muốn thông qua bé nghiêm Để chuộc lại lỗi lầm của mình Tôi không tốt như anh nghĩ đâu Cô nghẹn ngào nói nước mắt không hiểu sao cứ thế tuôn như mưa Huy đau lòng nhìn cô Anh ta biết cô không phải loại người như vậy Sâu trong đôi mắt của cô Mỗi khi nhìn nghiêm Tất cả tình yêu đều là thực lòng Cô không phải vì con mình mà đối tốt với thằng bé Nói đúng hơn Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc lấy cậu bé Làm người thay thế cho con trai mình Nếu muốn khóc thì khóc to lên Để những nỗi đau trong lòng được giải thoát Tôi ở đây Tôi làm bờ vai cho em tựa vào khi mệt mỏi Anh tiến đến gần Nhẹ nhàng ôm lấy cô vỗ về Lúc này đây anh cảm thấy cô gái này Thực nhỏ bé cần được bảo vệ Tôi hứa với em nhất định dùng hết sức mình tìm con trai về cho em Tin tưởng tôi đi Không những thế Huy hứa với cô sẽ tìm con trai về cho cô Lời của anh vô cùng chắc chắn Cô không biết có thể tin tưởng được không Nhưng lời của anh khiến cô cảm động Cảm ơn anh Anh nghiêm túc nói Từ nay tôi bảo vệ em dù thế giới này không cần em Tôi cũng quay lưng với cả thế giới Ở bên cạnh em Xe nghiệm huyết thống nhanh nhất Phải mất 4 tiếng Vừa kiên giờ phút này Trong lòng nôn nao không yên Công ty đột nhiên có việc gấp Cho nên cần anh quay lại xử lý Để khi xong chuyện trở về bệnh viện Anh biết được ba mẹ mình đã đuổi san đi rồi Anh quay sang trách móc Sao hai người có thể làm thế Thân thể của hiện tại không tốt Cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng Kiên, Mẹ nhắc lần nữa, từ giờ trở đi mẹ không muốn thấy người phụ nữ đó lảng vảng trước mặt cháu trai mẹ. Một người không ra gì như cô ta, sớm hay muộn cũng làm hư cháu trai mẹ. Bà Thi đã nghiến nói về San, bà tỏ rõ lập trường của mình. Mẹ còn nói đúng đấy, ba cũng không đồng ý. Một người bình thường thì ba có thể chấp nhận, nhưng người có nhân phẩm bại hoại như vậy thì không được. Ông Đạt cũng phụ họa theo, lần ở buổi tiệc sinh nhật khiến thanh kiến của họ với San nhiều hơn. Ba mẹ, Hôm nay người hiến máu cứu cháu trai của hai người Chính là người phụ nữ bại hoại mà hai người nói tới Có mong hai người đừng có hà khắc với cô ấy nữa Cô ấy không đáng bị đối xử như vậy Cái gì? Nó hiến máu cho bé Nghiêm á à? Xin lỗi, mẹ ngại bẩn máu cháu trai mình Với loại người giống như cô ta Máu trong người cũng chẳng sạch sẽ Bà thì không những thấy biết ơn Bà còn dùng lời lẽ khó nghe hơn mà nói Mẹ Đủ rồi Con nhỏ đó cho con ăn bùa mê thuốc lú rồi chứ gì nếu con còn chấp mê bất ngộ Mẹ tìm cho con một đối tượng để kết hôn Không để Kiên nói thêm Bà cướp lời anh Dọa là tìm đối tượng cho anh kết hôn Anh thì chẳng muốn đôi co với bà Thôi được rồi, mẹ muốn làm gì thì làm Anh bỏ ngoài ta những lời bà nói Hiện chẳng có chút tâm tư nào cãi nhau với họ Bây giờ anh chỉ còn biết một chuyện Nếu San thực sự là mẹ ruột của Nghiêm và anh chịu trách nhiệm với cô Bà mẹ đồng ý hay không cũng không quan trọng Buổi chiều, vị bác sĩ mang báo cáo xét nghiệm đến tìm anh. Chủ tịch Vương à, đã có kết quả xét nghiệm, anh xem đi. Anh nhìn thấy mà cảm thấy khẩn trương, chưa bao giờ có cảm giác thế này. Điều anh hy vọng chính là suy nghĩ của mình đúng. Năm năm trước để cô chịu khổ, cho nên bây giờ chỉ mong bù đắp cho cô. Mỗi ngày ký hợp đồng hàng triệu đô cũng không làm anh thấy hồi hộp như vậy. Anh nhẹ nhàng cầm tờ giấy. Thực sự là cô ấy à? Nguyệt Tố San là mẹ của Nghiêm à? Nhìn kết quả ADN tương thích Hai tay anh bắt đầu run rẩy Quả nhiên ông trời không làm anh thất vọng Để anh biết được mẹ của con trai anh là ai Chủ tịch à Nếu không có chuyện gì tôi xin phép đi trước Vị bác sĩ lên tiếng Rồi nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh Anh à em đến rồi đây Nghiêm đã tỉnh lại chưa Vừa hay chị cũng từ công ty đến thăm Nghiêm Thấy sắc mặt của Kiên đầy vẻ kinh ngạc Anh ta nhanh chóng đi đến Giật lấy giấy xét nghiệm Cái gì đây Ôi mẹ ơi Nguyệt Tố San là mẹ của bé Nghiêm á Trong kết quả trên giấy Anh ta bất ngờ há hốc mồm Chuyện này quả đúng là trùng hợp Thực không ngờ người mà anh ta sắp xếp 5 năm trước Lại chính là Nguyệt Tố San Kiên nhìn anh thở mạnh Cuối cùng hiểu vì sao nhất trí có thể làm thế nào Cũng không tra ra bệnh án của San Cái này chẳng phải gia đình anh làm à Nếu là nhà họ Vương ra tay Ai mà tra được chứng cứ Anh giật lấy bản xét nghiệm Đưa nó đây, tạm thời đừng nói cho San biết Tốt nhất không để cho ai biết Sao lại không nói chị dâu biết à Nếu để cô ấy biết Không phải anh nhanh chóng rước cô ấy về làm vợ Nghiêm sẽ có mẹ Một công đôi việc tốt quá còn gì Nhà chị thắc mắc hỏi Tôi không hiểu sao anh trai làm thế Có có lý do nào khó nói đây Việc cô ấy đẻ thuê luôn là vết thương trong lòng cô ấy Nếu nói ra Lỡ cô ấy cảm thấy sợ Hay có cái gì đó không chấp nhận được mà bỏ đi Vậy thì anh cậu về làm sao Kiên xoa chán Nghĩ đến năm năm qua cô chịu nhiều thiệt thòi Anh chỉ muốn nhanh chóng bù đắp cho cô nhưng bây giờ chưa thể vội nói ra, anh cần thời gian giải thích cho cô hiểu. Chỉ là bên cạnh san bây giờ còn có tên kỳ đà Thiết Tử Huy, anh cần phải nhanh chóng tìm cách đá hắn đi, nếu không, hành trình chinh phục vợ của anh gặp khó khăn. Nhất Trì à, có nhiệm vụ giao cho cậu, xử lý tập đoàn Lasery của Thiết Tử Huy khiến anh ta quay trở về Anh Quốc. Nghĩ là làm, anh gọi Nhất Trì đến bàn bạc bà kế sách đối phó. Nhất Trì có chút không tin, anh hai, không người anh nham hiểm thế. Vì chị dâu anh bất chấp đấy à Đối phó với Luxury không dễ đâu Anh chắc chắn muốn làm không đấy Ừ chắc chắn Cậu có muốn mẹ của cháu trai mình bị cướp đi không Nếu không muốn ấy, thì đi làm việc đi Và các bạn thân mến, đến đây nội dung của tập truyện thứ năm đã kết thúc rồi các bạn ạ. À. Bộ truyện này có 7 tập, các bạn đừng quên theo dõi những tập truyện cuối nhé. Còn bây giờ chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Cũng như xin chào và hẹn gặp lại các bạn.